Tán Tu Chi Vương tập 289, Linh Thực Nô, tập 290, Giáp Trùng Kỳ Dị, tập 291, Tam Thập Nhị Tý, tập 292, Cựu Ma Giết Gào Thuyết Minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thần Huyền, đối với tất cả không còn chấn động ghê gớm lắm nhưng chân tiên thì tuyệt đối chấn động cực điểm. Nam Cung Vũ Tinh không xuất chúng lắm trong số đạo lữ của ngụy sách mà người có khả năng đột phá chân tiên nhất là vu thần nữ Giáp đạt thần huyền ngũ trọng. Đột phá chân tiên cũng phải là người khác, Nam Cung Vũ Tinh đột phá chân tiên thì không ai ngờ nên chấn động càng lớn. Nàng ta có thể một bước lên trời sao? Ai nấy há hốc miệng, nhìn Ngụy Sách và Nam Cung Vũ Tinh. Oanh! Tích tắc sao, Nam Cung Vũ Tinh lại chấn động nguyên khí như vô hình cự nhân bay lên, giang tay trên không. Hư không cũng tràn đầy mới mẻ, như tất cả đều thay đổi. Bắt đầu đột phá chân tiên rồi. Bọn cơ nhã sật sật chân mày. Phu, Ngụy Sách đã chuẩn bị khí tức của nam cung vũ tinh vừa rung lên là chân giải tiên đơn và hoang cổ tử như thảo mã thượng tại tha thủ trung băng toái trực tiếp bị tha đích thủy linh nguyên khí trùng thành nhất cổ cổ trí tinh trí thuần đích dược lực nhất hạ tự đà nhập liễu nam cung vũ tình đích thể nội oanh bát phương vân động thiên địa vân khí đều biến hóa hình thành vô số hình ảnh kỳ lạ nào là linh thú nào là đạo tôn tụ vào trung tâm là nam cung vũ tinh soạt thiềm điện thiên hỏa tinh quang như ngọn roi khổng lồ quất xuống không xong thiên địa dị tượng này cũng như lúc ngụy sách đột phá chân tiên nhưng gã vốn lấy ra vô số linh thạch chợt biến sắc nam cung vũ tinh thay đổi nét mặt gương mặt kiểu diễm méo đi ngụy sách làm sao đây hàn vi vi thậm chí kêu lên nhận ra là tâm ma cực kỳ lợi hại ngụy sách toát mồ hôi lạnh tâm ma nhập xâm kiểu này không ai giúp được người khác nhúng vào chỉ tổ gáy ra tâm ma ảo cảnh càng lợi hại nàng ta qua được không nhưng chỉ mấy tích tắc sau bọn ngụy sách đều cuồng hỉ vì nam cung vũ tinh trở nên an định từng hòa hẳn chát cơ hồ đồng thời thiên địa tựa hồ hơi rung lên các loại tinh quang đột nhiên ngưng tụ thành hóa ra xung kích chân thiên, càng gần cửu thiên cương phong tầng cửu thiên lôi cương tầng càng gần ngoại vực tinh thần nguyên khí thì càng nguy hiểm nhưng thành công sẽ càng có lợi ngụy sách cùng hỉ lấy ra vô số linh thạch quay tít quanh nam cung vũ tinh Gã nhận ra thần huyền pháp thân và thể nội chân nguyên của nàng đang chuyển hóa đột phá chân tiên không thành vấn đề ở đây thì hút được nhiều tinh thần nguyên khí có lợi lợi ích càng lớn sau này khi gã đột phá từ chân tiên nhất trọng đến chân tiên lưỡng trọng sẽ lên đến độ cao nhất ở cửu thiên lôi cương tầng gã thậm chí nghĩ rằng thượng cổ hoang tộc đại năng giữ phủ đồ gần với cửu thiên cương phong tầng cũng vì thế ta ta nam cung vũ tinh mở mắt kêu lên không dám tin chân tiên khí tức giấy lên lực hút kinh nhân khiến các loại tinh quang hình thành quang nhân trên đầu và linh khí từ linh thạch cùng chảy vào thể nội có lẽ chỉ những viễn cổ tu sĩ được quán đỉnh thì mới so được với tốc độ tu thành chân tiên của nàng ít nhất mấy vạn năm nay tốc độ này khẳng định là đệ nhất nhân ngụy sách lắc đầu nếu không phải là đạo lữ của gã tất gã ghen tị đến phát cuồng viễn cổ tông môn có công pháp chuyển thừa tu vi đặc biệt các đại năng khi thọ nguyên hao tận thì dồn một phần tu vi cho đệ tử đỉnh nhọn nhưng có mấy tông môn như thế lại có mấy chân tiên có thể truyền công cũng như ở thượng cổ tu đạo quốc độ bình dân trở thành quân vương từ thần huyền đến chân tiên đã đành còn từ kim đơn trực tiếp đột phá đến chân tiên thì khiến ai cũng phát cuồng linh lung thiên đại ưởng thiên tu vi gì nguyên âm lão tổ cũng hít sâu liên tục để chấn án cuồng đào hãi lãng trong lòng đồng thời hỏi linh lung thiên y là đế thiên linh lung thiên liếc bọn nguyên âm lão tổ đế thiên triệt để siêu việt chân tiên chấn kinh thì chấn kinh nhưng ai cũng hiểu chân tiên tứ trọng ngũ trọng đại năng vận dụng nguyên khí pháp tắc đã vượt cực hạn tưởng tượng của thần huyền đại năng thậm chí chân tiên khác cũng không hiểu được nói gì đến đế thiên cấp tuy còn đại đế cấp nhưng nếu coi chân tiên là đỉnh cao nhiều người cả đời cũng không thấy thì đế thiên cấp đã là cửu thiên tinh thần cao hơn nhiều nhân vật như thế dốc hết nguyên khí đưa một người từ kim đơn cảnh để thăng đến chân tiên nhất trọng thì chúng nhân còn chấp nhận được là thời đại gì nhỉ thiên không tan vỡ diệt thế thú triều tu đạo giới đã lâm vào đường cùng nhưng chúng ta lại có tới ba chân tiên lẽ nào vinh nhục hưng suy đã có định số trường tôn cảnh và ngọc thiên tông tông chủ nhìn chạm đài linh lan còn chưa bị phổ độ thần quang độ hóa vào ngụy sách rồi nhìn nam cung vũ tinh tinh quang lấp lóe mà cảm khái vợ là chân tiên mà ta cũng có ha ha ghen tị đoạn ngụy sách lại đắc ý liễu hiện tại chiến lược của gã sánh với chân tiên tam trọng đại năng không có gì phải lo lắng nhưng xưa nay bao nhiêu đại nhân vật như thế bản thân có thể lợi hại nhưng không mấy ai có đạo nữ là chân tiên tuổi như gã mà có chân tiên đạo nữ, đích xác đáng để đắc ý trước kia ở đại lục nào cũng vậy nam tu chỉ có ba thứ để thể hiện mình là tu vi pháp bảo và đạo nữ phân niệm cảnh nữ tu tự đã có vô số nam tu theo đuổi kim đơn cảnh như thủy linh nhi thì mọi thiên tài tu sĩ đều thèm khát một phân niệm cảnh nam tu nhưng có kim đơn cảnh đạo nữ thì không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị chuyện này còn có lợi như thế đắc ý một lúc nhìn tinh quang trên mình nam cung vũ tình và lực hút kinh nhân tan dần đã đột nhiên sáng mắt hít sâu một hơi lúc đột phá đến trên tiên người sách đã biết chân tiên tri thân dù không tu luyện bình thường cũng vẫn hút được tinh thần nguyên khí tu vi vẫn tăng tiến, nhưng giờ gã nhận ra tinh thần nguyên khí hút vào nhiều hơn hẳn. Là từ Nam Cung Vũ Tinh hút tinh thần nguyên khí, Ngụy Sách cũng như cục nam châm, thêm Nam Cung Vũ Tinh thì như thêm một khối nữa, hút được càng nhiều tinh thần nguyên khí. Nam Cung Vũ Tinh đột phá chân tiên, có lợi cho tu vi của gã, quả thật là niềm vui bất ngờ. Vu thần nữ và Cơ Nhã cũng đột phá chân tiên, không phải sẽ gấp mấy lần, ai cũng có lợi sao? Ngụy Sách thầm nghĩ, rồi cười nham nhở. Cười thầm vì trong óc gã có một ý nghĩ nham nhở, Nam Cung Vũ Tinh hiện tại là chân tiên, nhục thân đã thay đổi chân tiên tri thân hai chân tiên song tu lợi ích chắc càng cao không biết uy năng nguyền sát quỷ trào sẽ tăng tiến thế nào tính gì nhỉ đột nhiên ai cũng nghe thấy tiếng ô ô từ xa thanh âm như vạn quỷ gào khóc lao đi trong gió âm thanh hòa lại vào nhau ẩn ẩn ước ước còn có nguyên khí dao động như nước chiều dâng lên chát bạch sắc linh vụ quanh hoang tộc linh viên không còn uy năng chỉ lơ lửng lờ lững ngụy sách phất tay lôi hỏa quét qua tất cả bị thổi tan soạt bạch sắc linh vụ bị ngụy sách quét sạch nhìn ra thì ai cũng tròn mắt, hít hơi lạnh. Họ đang ở trong một bình nguyên mênh mông, bình nguyên ngoài hoang tộc linh viên vốn đầy xương trắng, rậm rạp cây cối, không có dấu tích gì của phế khư, như thể là một hoang nguyên cách xa phế khư lúc họ vào. Hoang tộc linh viên chỉ là một mảnh cực nhỏ trong hoang nguyên vô biên, phủ đồ rộng đến khó tưởng tượng nổi. Bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Hiện tại bên ngoài hoang tộc linh viên tuy mọc đầy cây cối nhưng không có linh dược ghi trong hoang cổ bản thảo kinh, đều là cây cối tự nhiên, không được hoang tộc chăm sóc. Bọn Ngụy Sách chấn kinh nhất vì ở mé trái Hoang Nguyên vô biên là một ngọn núi chọc trời, chỉ có thể dùng hai chữ chọc trời hình dung, kể cả Ngụy Sách cũng chưa thấy ngọn núi nào như thế. Dù là núi non ở man hoang Hoang Nguyên giữa bảy đại lục khi xưa, hay ngọn núi liên miên cao năm, sáu nghìn trượng lúc bọn Ngụy Sách vào phủ đồ đều không so được. Ngọn núi trong tầm mắt, dù với mục lực của Ngụy Sách cũng không thấy đỉnh, ít nhất cũng cao hai vạn trượng. Tầm mắt chúng nhân chỉ nhìn được đến lưng núi, trưởng tám, chín nghìn trượng. ở độ cao này, mọi thứ đều chìm trong hắc sắc nùng vụ các hình dạng không ngừng biến ảo chứ trông như cự ma trên lưng núi lấp lánh vô số u quang như có vô số binh khí u lam sắc u hắc sắc va nhau ngọn núi trên phủ đồ này có một nửa gam vào cửa thiên cương phong tầng như muốn chọc thùng trời cao đừng nói bọn ngụy sách dù ngọn núi trong hoang tộc linh viên mà so với ngọn núi này cũng quá nhỏ bé và trong núi rồi lên đỉnh núi sẽ là cảnh tượng nào đối diện núi non cỡ này ai cũng thấy thiên địa trải ra vô hạn trên núi có mấy giải ngân hắc sắc cuồng phong mỗi giải như hơn trăm thiên long tụ tập lại tựa hồng thủy xô xuống man hoang bình nguyên một giải đang đổ về phía bọn ngụy sách âm hắc sắc của phong khuếch tán càng lúc càng rộng như biển ngầm dọc đường đi qua là cây cối tan nát thanh thế càng dữ dội phu quân cuồng phong này không do tự nhiên hình thành lẽ nào ai đó chạm vào cấm chế phu thần nữ nhíu mày bảo chắc vậy ngọn núi này ga một nửa vào cầu thiên âm phong tằng nhưng không bị san bằng chứng tỏ có cấm chế phòng hộ nếu cấm chế không vững thì hoang nguyên đã tan tành lâu rồi lấy đâu ra cây cối sinh trưởng mấy vạn năm ngụy sách gật đầu đi thôi chúng ta đến xem đã gật đầu đoạn ngụy sách lại bảo chúng nhân ở nơi mênh mông thế này lại không có địa đồ phủ đồ chỉ còn cách tìm kiếm từng chỗ chỉ mấy chục tích tắc sau âm hắc sắc cuồng phong như biển gào xô tới phu ngụy sách phát thổ hoàng sắc linh quang quang cháo bao lấy tất cả cương phong trong âm hắc sắc cuồng phong và mảnh gỗ vụn xung kích lên tràn chát nhưng không phá được vũ tinh tỷ giờ đã đột phá chân tiên thần thức đến mức nào hàn vi vi và thủy linh nhi đến gần nam cung vũ tinh nắm nghía. đại khái chừng một nghìn bảy tám trăm dặm nam cung vũ tinh thử xong thì đáp ngực cũng phập phồng vì hồi hộp lợi hại chỉ thế hả hai tiếng kêu vang lên người cho rằng lợi hại là thủy linh nhi cho rằng ít là hàn vi vi kinh nhân như thế mà muội còn thấy ít thủy linh nhi hỏi từ tí hoang tộc trước kia một đòn ba bốn nghìn dặm mà không phải cao nhất y chẳng phải chỉ có thực lực chân tiên sao hàn vi vi hỏi lại hoang tộc cũng như linh tộc thọ nguyên rất dài mất nhiều năm mới trưởng thành tư tý hoang tộc đại năng tuy chỉ có chân tiên chiến lực nhưng đã sống mấy nghìn năm thời gian nhục thân được chân nguyên tới nhuần càng dài, thần thức cũng tăng theo, tích lũy lâu như thế, chỉ cần không quá suy xẻo thì sẽ kiếm được không ít linh dược. Linh lung thiên bảo hàn vi vi, tư tí hoang tộc đại năng đó tuy phát đòn cách ba, bốn nghìn dặm nhưng độ chuẩn xác kém xa. Về thọ nguyên thì tu sĩ không thể so với hoang tộc, nguyên âm lão tổ gật đầu. Gian thương, động thiên thần hòa có vẻ đã được ngươi diễn hóa, hiện tại nam cùng vũ tinh có thể môn thuật pháp này thì ngươi chuyên thụ đi thôi. Linh lung thiên hít sâu một hơi, từ từ nói, Đại ứng thiên tuy chỉ là đế thiên nhưng công pháp đặc thù, khi xưa là thành viên của nhóm mạnh nhất. Chỉ là đế thiên, bình thường mà nghe linh lung thiên nói bốn chữ này tất ai cũng kêu lên nhưng giờ thì lại lạnh buốt trong lòng. Họ hiểu rõ trận chiến Bắc Mang khi xưa có những nhân vật nghịch thiên một mình đấu với mấy đế thiên, còn cả các đại đế như thông thiên đại đế, bất hủ đại đế. Phổ thông đế thiên thì khi đó không có gì đặc biệt kinh thiên. Linh Lung Thiên và Đại Ưởng Thiên khi đánh lén hoặc bày kế sẵn thì có thể đối phó cao thủ siêu việt đế thiên cấp của đối phương, nếu đứng trong vòng chiến cao nhất cũng rất có tác dụng theo thông tin đại lệ thiên để lại toán linh tộc có chiến lực cao nhất như đại ưởng thiên đấu với các nhân vật hoang tộc đỉnh nhọn thì giạt đi đâu đó thì không biết đại ưởng thiên đến tám chín phần chết ở đây thì phù đồ này e là chiến trường sau cùng của trận chiến bắc măng có lẽ hoang tộc đại năng cấp cao nhất đã dẫn dụ linh tộc đại năng lên đây để tận dụng ưu thế các nhân vật đỉnh cao để lại dư uy cũng phi phàm như cổ chiến thần do chút ý thức sau cùng của đại ưởng thiên hình thành thì không phải ngụy sách mà là chạm đài linh lan tắt không địch nổi vũ tinh đây là động thiên thần hòa đã được thay đổi cho thêm nguyên khí pháp tác của chân hỏa và lưu cương tương khắc tương sinh đọc là nhanh chóng thầm ngộ được ngụy sách gật đầu đưa ngọc phủ cho nam cung vũ tinh hiện tại mua bán thế này thì gian thương ngụy sách đương nhiên biết cách nam cung vũ tinh tuy đã là chân tiên uy năng đại hoang vấn đạo kinh thập phần bất phàm nhưng nhục thân tương đối kém đấu với chân tiên khác thì rất nguy hiểm từ khi vào phủ đồ đến giờ cứ tìm tiếp tất có lợi đại bản doanh hoang tộc này là cấp cao nhất ít nhất cũng là đế thiên rơi rớt cái gì cũng phất phàm hơn hẳn rèn luyện bên ngoài vài trăm năm nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng hoang tộc đoạn tí không bay bừa trên không nơi này xuất hiện đại ứng thiên nên hiện tại ngụy sách cũng cho là ở đây có hoang tộc đại năng liên tục phát lam sắc đoạn tí thu hút người tới gã chỉ không hiểu qua lời bọn chạm đài linh lan thì uy năng cánh tay cuộc không tệ người phát ra còn thần thông đến đâu sao lại không xuất thế sao lại không nói rõ luôn trong lam sắc đoạn tí đây là trong khi bọn ngụy sách phá âm hắc sắc cuồng phong đi về ngọn núi găm vào cầu thiên âm phong tàng trung thì trong một sơn cốc manh mông thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy cùng hơn hai tu sĩ nghịch hỏa minh đang run lên trong sơn cốc mọc mấy chục hoang cổ thực chu cao lớn kỳ quái vô cùng mỗi cây đều xanh biếc cao cả trăm trượng trông như đang lung thảo nhưng to hơn vô số lần trên cành cây vươn lên trời có quả to cỡ hai ba thân người quả nào cũng màu vàng nhạt hơi trong như bọc thủy tinh nhưng bên trong là một nhân ảnh hiện rõ những nhân ảnh này trông như tu sĩ ở trần nhưng nhìn kỹ thì nhiều chỗ có tinh kim có chỗ lại có giáp xác như yêu thú tinh kim và giáp tựa hồ dính liền huyết nhục thành một phần thân thể như thể các tu sĩ này đã được cải tạo cắn vào tinh kim hoặc bộ phận trên mình yêu thú. Các thân ảnh lơ lửng trong dịch quả, vốn đã cực kỳ quỷ dị, nhưng càng dùng mình hơn là trên mình họ giấy lên khí tức kinh nhân, thuật ẩn thoạt hiện. Cái quỷ quái gì đây? Thiên cửu thần quân nhợt nhạt nhìn sơn cốc không mọc cỏ dại mà chỉ có mấy chục cây to, kinh hỏi thần Lan Vương Yến Bắc Quy, chứ không dám lại gần. Khí tức này hơn hẳn chúng ta, thần Lan Vương Yến Bắc Quy biến sắc. Lẽ nào còn sống, khí tức trên chúng ta, tức là thực lực chân tiên, thiên cửu thần quân lùi lại. Lưỡng vị thần quân, một lão già thấp lùn mặc kim sắc pháp y, chừng hơn 50, ở sau lưng hai người, hít sâu một hơi nghiến răng run giọng tại hạ đọc được trong điển tịch, thứ quỷ dị này rất giống linh thực nô của một thượng cổ tông môn. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh youtube gì các phim. Linh thực nô, cổ tịch nói thế nào? Thấy kim đơn tứ trọng lão giả nói, thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy cùng hỏi. Theo cổ tịch đó, thời thượng cổ từng có tông môn là Hoa Linh Tông biết một pháp môn tà độc, đem tu sĩ bắt được trồng vào một số loại cây, khiến tu sĩ đó như biến thành quả, được linh lực và dinh dưỡng của cây tưới nhuần rồi gắn với những bộ phận của yêu thú có nguyên khí lợi hại thậm chí gắn thần thiết nội giáp tại thể nội hoặc phù văn tinh kim phát trận các tu sĩ sau khi bị cải tạo thì thực lực đại tăng không có ý thức trở thành nô bộc cho tông môn đó lão già hít liền hai hơi mới có thể nhợt nhạt nói tiếp vì pháp môn đó quá độc ác nên tông môn đó bị các tông môn vây công diệt gọn cũng không hẳn là linh thực nô nhưng tương tự thiên cử thần quân sáng mắt tu sĩ chúng ta có thể khống chế không không có ghi lại Tại hạ chỉ đọc ở đó những chuyện từ thượng cổ chứ không thấy ghi lại cách khống chế linh thực nô như hà. Lão già lắc đầu. Yến đạo hữu, sao hả? Thiên cử thần quân trầm ngâm rồi hỏi thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Ý của y rất rõ, trong sơn có quỷ dị này có tới bốn minh mấy linh thực nô, Yến Bắc Quy đã khẳng định ít nhất cũng tu vi chân tiên. Nếu điều khiển được thì thiên cử thần quân cho là mấy minh hội của tu đạo giới sẽ phải thần phục, hình thành tu đạo thần quốc chưa từng có, y và Yến Bắc Quy là trí tôn trí cao vô thượng. Chúng ta không nên động vào thứ đó, Thần Lan Vương Yến Bắc quy biến sắc mấy lần, hiển nhiên thập phần do dự, hít sâu một hơi rồi lắc đầu, sầm mặt, tình hình này thì nơi đây rất có khả năng là lãnh địa của vực ngoại thiên ma, vị thượng cổ đại năng hủy đi. Hiện tại tuy chúng ta qua ghi chép mà liên đạo hữu đọc được mà đoán đây là linh thực nô nhưng thật ra có phải hay không, có gì khác thì chúng ta không biết. Dọc đường đến đây chúng ta đã thấy thủ đoạn của vực ngoại thiên ma, đơn phòng trước đó đều không phải phổ thông đơn phòng, mà là chỗ tiến hành các loại thí nghiệm, nghiên cứu dược tính và công thức mới. Linh thực phu này rất có khả năng là vật thí nghiệm của chúng, dù không phải thì đã qua mấy vạn năm, ai biết được thay đổi thế nào, dù khi xưa có thủ đoạn khống chế, chúng ta cũng không nên thử, linh thực nô thập phần quỷ dị, chiến lược đều trên chúng ta. Với chiến lược của chúng ta, bắt một kẻ ra thử thì chắc cơ hội thành công không nhỏ, thiên cửu thần quân nhìn nhân ảnh quỷ dị trong quả cây, bảo vẻ tham lam. Sao lại chỉ bắt một ra thử, vạn nhất ra hết thì sao? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy hỏi, thiên cửu thần quân các hạ muốn thì cứ việc, nhưng để tại hạ đi đã, tại hạ không dám mạo hiểm cũng không định chạm vào mấy cây quỷ dị này ở đây quá rộng không tính được chúng ta thu lợi không ít Mà kệ đây mà tìm tiếp có khi có lợi hơn nữa yến đạo hữu nói đúng linh thực nô mà chỉ chiến lược thần huyền tam tứ trọng thì có thể mạo hiểm thẻ xem nhưng giờ đành an toàn là trên hết thiên cửu thần quân gật đầu mắt hơi ánh lên lạnh lẽo rõ ràng bất màn với việc thần lan vương uy hiếp mình đi thần lan vương yến bắc quy không đổi sắc hay nhiều lời thân ảnh loáng lên giữ cự ly trăm trượng với hoang cổ thực chu kỳ dị alo sang đầu kia sân cốc thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ của nghịch hỏa minh cũng cẩn thận vòng qua khuất bóng vào sơn cốc quỷ dị độn quang của tu sĩ nghịch hỏa minh khuất đi chừng một tuần hương thì vang lên tiếng động ở mé trái hồng sắc hà quang đột nhiên đứt ra bạch quang cùng cường uy lao vào tựa hồ từ cấm chế nào đó xông vào bạch quang là bạch bảo đại năng đã gặp đại tổng thiên y và toán tu sĩ cùng bỏ chạy nhưng giờ một mình vào cốc này chứ không thấy ai khác y lúc này cực kỳ nhếch nhác vai trái thủng một lỗ có lục sắc thần quang lấp lóe tựa hồ đang phá hoại nhục thân khí tức giảm đi thụ thương không nhẹ đây là vào sơn cốc thấy hàng cây quỷ dị thì bạch bào đại năng giật nảy mình một tích tắc sau, nhìn rõ cảnh tượng mắt y kinh hỉ cực độ vù y không sợ hoang cổ thực chu quỷ dị trực tiếp đáp xuống dưới một gốc trước một quả cây trong suốt nhìn rõ nhân ảnh bạch bào đại năng càng vui mừng bạch bào đại năng lao nhanh dưới tán hoang cổ thực chu xem xét từng quả cây trong suốt nhìn kỹ mỗi quả cây bạch bào đại năng dừng lại trước một quả nhân ảnh trong đó là một thanh niên ở trần chừng hơn hai mươi mi tâm có một khe nếp dài xuống tận mũi như mọc thứ gì ở trong Người thanh niên có một khối đồng lục sắc tinh kim không theo quy tắc nào thò ra bề ngoài là phù văn nhỏ hơn kiến không biết bao nhiêu lần mục lực người thường không thể nhìn rõ đồng lục sắc thần quang từ khối tinh kim bắn ra chảy lên làn da nhật nhạt trông như huyết mạch bạch bào đại năng dừng lại trước quả cây cắn lưỡi phun tinh huyết và chân nguyên đoạn y vung tay liên tục phát ra hàng loạt lam sắc quang phù tinh huyết cùng chân nguyên phun ra như bị hút sạch ẩn vào quang phù mười mấy tích tắc sau y liên tục phát ra hơn trăm lam sắc quang phù tụ thành một phủ lục dài đi tay phải vung mạnh làm sắc phủ lục như lưỡi dao đâm vào vỏ quả soạt hoàng sắc tương dịch chảy ra làm sắc phủ lục bán vào mình thanh niên cơ hồ đồng thời thanh niên mở bừng mắt thanh niên mở mắt thì khí tức kinh nhân dấy lên chát 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 mọi nhân ảnh trong mở bừng mắt như đèn lồng lửa ma đột nhiên sáng lên kể cả thanh niên đứng trước bạch bảo đại năng ánh mắt mỗi nhân ảnh trong quả cây đều không có tình cảm tất cả đều nhìn vào bạch bào đại năng những nhân ảnh ở trong quả nguyên lành đều ngâm trong dịch quả vàng nhạt nhìn bạch bảo đại năng qua lớp dịch thì càng quỷ dị bạch bảo đại năng cứng người hơi hoảng sợ nhất thời y đứng im mọi nhân ảnh trong quả cây cũng bất động cực kỳ quỷ dị chát 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 mấy tích tắc sau trừ thanh niên đã chảy hết dịch quả đứng trước bạch bảo đại năng thì các nhân ảnh bị đánh thức lại nhắm mắt thanh niên vẫn bất động nhìn bạch bảo đại năng ra nghe lệnh ta bạch bảo đại năng mắt lóe lên mấy lần rồi nghiến răng nói với thanh niên tuân mệnh chủ nhân giọng nói nhạt nhẽo như của cương thi từ miệng thanh niên vang lên vò quả trước mặt bạch bào đại năng hóa thành cho thanh niên quỷ dị bước ra mặc pháp y vào bạch bào đại năng cực kỳ cuồng hỉ một tấm hồi sắc pháp y kiểu hành vân lưu thủy được lấy khỏi nạp bảo năng đưa cho thanh niên quỷ dị thanh niên quỷ dị mặc luôn pháp y hồi sắc pháp y che đi quá nửa diện mạo thanh niên quỷ dị nên trông y không quá đặc biệt người biết gì về nơi này không bạch bào đại năng hơi do dự rồi hỏi không rõ chủ nhân thanh niên quỷ dị đáp gọn người nhớ lai lịch của mình không trừ ta là chủ nhân thì ngươi còn biết gì nữa bạch bảo đại năng nhíu mày hỏi tiểu nhân chỉ biết ngài là chủ nhân thanh niên quỷ dị đáp gọn khí tức thập phần cổ quái gần như chân tiên khí tức có huyết khí nên không phải tử vật nhưng khác với khí tức khí huyết của tu sĩ điều thể là khí huyết tu sĩ hòa với khí huyết yêu thú và sinh khí của cây cối đúng là hoang thần mà hoang thần tổ tông ghi lại trừ phụng mệnh hành sự ra thì như một thân cây bạch bào đại năng càng kinh hỉ rồi nhíu mày lầm bẩm nhưng sao ở đây có nhiều hoang thần nô như thế lẽ nào trốn cổ quái này liên quan đến hoang tộc tổ tông chủ nhân tiểu nhân không hiểu thanh niên quỷ dị bình thản đáp từ giờ ngươi là hoang thần nô, Bạch Bảo đại năng bảo, Tôn mệnh chủ nhân, tiểu nhân là hoang thần nô, thanh niên quỷ dị bất động đáp. Hoang thần nô, ngươi biết thần thông gì? Bạch Bảo đại năng lại hỏi. Chủ nhân, thần thông là gì, tiểu nhân không biết, hoang thần nô đáp ngay. Ta vẫn chưa quen, chỉ coi hoang thần nô chỉ là cây cỏ nghe hiệu lệnh giết người, mà ta còn hỏi thế. Bạch Bảo đại năng lẩm bẩm rồi cười lạnh, có thần thông gì thì khi giao chiến là biết, với thực lực hoang thần nô này, thì khi cổ chiến thần và hóa hình yêu thú đó đến thì chúng sẽ biết thế nào là hối hận hoang thần nô theo ta lầm bầm loạn bạch bào đại năng hừ lạnh rực lam sắc thần quang cất bước bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim tuân mệnh chủ nhân hoang thần nô giấy lên khí tức đáng sợ theo sau bạch bào đại năng giàn giạt hoàng sắc quang hoa bạch bào đại năng vẫn dao động nguyên khí liên tục lượn quang nhanh hơn thấy hoang thần nô thong thả theo sát thì tỏ phải đắc ý ít nhất thì người nghịch hòa minh đã vào đây vạn và nhất có kẻ biết cách khống chế hoang thần nô bạch bào đại năng và hoang thần nô sắp rời sơn cốc đột nhiên y như nhớ ra dừng lại ở đầu kia hoàng thần nô dừng lại im lặng hoàng thần nô diệt hết cây cối và hoàng thần nô khác đi bạch bào đại năng lạnh lùng chỉ vào dãy hoang cổ thực chu tuân mệnh chủ nhân y đáo đoạn ngực ánh lên đồng lục sắc thần quang lan khắp toàn thân đồng lục sắc thần vân từ tay hình thành một cây trường đao nghìn trượng chém tới hoang cổ thực chu như vật sống phát ra đạm hoàng sắc thần quang hình thành một quang cháo hình bán nguyệt chát hoàng sắc quang cháo chống chọi được một chốc là tan giã đồng thời hoang cổ thực chu nát vỏ Dịch quả chảy ra như máu mấy quả cây nổ tung hoang thần nô như tu sĩ ngủ say trong đó mở mắt nhìn bạch bào đại năng và hoang thần nô đứng cạnh đồng lục sắc thần đao không dừng cứ chém qua chặt hoang thần nô rơi xuống thành mấy đoạn chát chém gục mấy hoang thần nô xong thanh niên đi cạnh bạch bào đại năng lóe đồng lục sắc thần quang thần đao rực thần quang chém vào quang cháo của một hoang cổ thực chu tự động phát ra giết hai hoang thần nô rơi xuống chát 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 từng gốc hoang cổ thực chu nổ tung dịch quả chảy tứ tan thêm một hoang thần nô không có sức chống trả bị diệt cả sơn cốc đầy hoàng sắc tương dịch lơ lửng toàn mảnh vỡ hoang cổ thực chu tổng thể còn năm cây chát lại một cây nổ tung ba hoang thần nô rơi xuống thần đao hoang thần nô của cạnh bạch bào đại năng vốn chém xuống đến sát ba hoang thần nô đang rơi thì y đột nhiên dừng lại khí tức hủy diệt thủ thò trên hư không đôi mắt vô hồn của y như có thêm thứ gì đó mục quang dừng lại ở một trong ba hoang thần nô là một nữ tu lưng bị cái hỏa hồng sắc giáp xác tài thảo ra bạch sắc thần thiết nhọn hoắt tạo cảm giác như từ dương mọc ra à thấy hoang thần nô đột nhiên dừng lại bạch bảo đại năng mục quang lóe lên kịch liệt biết ngay biến đổi của hoang thần nô đến từ nữ tu không thể giết y chưa kịp nói thì hoang thần nô cầm đồng lục sắc thần đao đột nhiên nói ngươi nói gì bạch bảo đại năng nín thở kinh hãi nhìn hoang thần nô y hiểu rõ hơn bọn thiên cửu thần quân nhiều biết thứ này không thể có tư duy không thể cãi lại mệnh lệnh không thể giết hoang thần nô đột nhiên lại nói mục quang nhìn vào y bạch bảo đại năng hóa thành bạch sắc lưu quang lùi nhanh cơ hồ đồng thời đồng lục sắc thần quang trên mình hoang thần nô bừng lên thần đao mang theo khí tức kinh nhân rạch ngang vòm xanh chẻ vào bạch bào đại năng a à, bạch bào đại năng dợn tóc gái, không ngăn được đồng lục sắc thần đao thể nội phun ra vô số làm sắc thần quang đều tan nát chỉ kịp kêu lên thê thảm rồi đứt đôi người cơ hồ đồng thời đầu tư tiếp tục lao đi thân thể nổ tung thành màn sáng màu lam bạch bào đại năng xui xẻo cực điểm nhất phương trí tôn nhưng vào phủ đồ thì liên tục gặp cường địch thủ thương không nhẹ hiện tại thu phục được hoang thần nô thực lực kinh nhân thì lại thành châm lửa đốt mình bị bức phải thi triển bí thuật, chỉ còn cái đầu thoát thân. Phu, màn sáng thân thể bạch bào đại năng hóa ra bị đồng lục sắc thần đao quét sạch, nhìn theo hướng dầu y biến mất, hoang thần nô không hề truy kích, đến bên nữ tu, mắt hấp hái mấy lần rồi ôm đối phương, nhìn quanh hoang mang, thậm chí không biết nên làm gì. Trong khi bạch bào đại năng gặp xui xẻo thì bọn ngụy sách đang ở một dốc núi có mấy trăm cung điện cao cả trăm trượng, dốc núi nằm trên độ cao ước một nghìn ba, bốn trăm trượng của ngọn núi găm một nửa vào cửu thiên âm phong tầng. Trên đầu bọn ngụy sách chừng bảy, tám trăm trượng không chỉ có cửu thiên cương phong lưu động còn cả xích kim sắc thần mang xuyên qua như từ đỉnh núi bán xuống khí tức khiến gã dùng mình quy năng tựa hồ còn hơn kim phong hỏa tuyến khi gã dẫn động thiên kiếp gã không muốn chạm vào vì xích kim sắc thần mang ngưng tụ nhiều tinh thần xạ dạ tuyến cố xuyên qua cũng được nhưng coi như đốt thọ nguyên vô ích mấy trăm cung điện trước mặt bọn ngụy sách đều chống không ánh lên bạch sắc quang mang xét theo hình lục lăng đặc biệt giữa các điện vũ là một quảng trường diệp quảng có sáu lam sắc thạch nhân chừng năm mươi trượng như đang nhận lại của các cung điện hình dáng sáu lam sắc thạch nhân khác nhau, trong đó một người chỉ có hai tay, lưng có đôi cánh lớn, năm người còn lại đều 32 tay, mỗi tay cầm một pháp bảo. Dù cung điện hay sáu lam sắc thạch nhân đều tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, toát lên khí tức thương tăng. Tất cả đều nguyên lành, cực kỳ yên lặng, thần bí dị thường. Đi, chúng ta qua xem. Bọn ngụy sách mới đến đây, gã bảo Linh Lung Thiên và bọn cơ nhã rồi cùng Linh Lung Thiên đi đầu, chúng nhân theo sau. Cương nha muội, người có biết sáu pho tượng không? Thị bất thị có phải sáu đại năng hoang tộc lợi hại nhất? đến rìa dãy công trình ngụy sách nhìn rõ diện mạo sáu lam sắc thạch nhân khác nhau sống động như thật nghiêm túc dị thường nếu không vì biết công trình và lam sắc thạch nhân đều điêu khắc từ cự thạch thì gã đã cho là sáu thi thể hoang tộc đại năng tọa hóa chắc không phải hoang tộc đại năng ở thời đại của ta mà là bậc tiền bối linh lung thiên nheo mắt nhìn rồi lắc đầu đều chỉ một đầu không phải ba đầu xem ra không lợi hại nhất hàn vi vi hỏi linh lung thiên nâng ta biết hoang tộc thủy tổ có tới ba đầu mỗi cái có thể thi pháp độc lập tốc độ thi pháp kinh nhân đích xác không phải tối lợi hại linh lung thiên gật đầu xác nhận lời hàn vi vi một cái đầu cũng dọa chết người rồi lục bảo lão đầu run giọng đích xác hiện tại ai nhìn bức tượng cũng phát hoảng chỉ 32 cánh tay đã như nắm trong tay vô số thiên địa áp lực đến cực điểm có văn tự linh lung thiên ngươi biết không nam cung vũ tinh chỉ vào một điện vũ chúng nhân nhìn quanh phát hiện tuyệt đại đa số điện vũ đều treo biển bằng tinh thạch khắc cổ tự hoang tộc có ý gì mà ta không biết nhỉ linh lung thiên nhíu mày đi thêm mấy bước rồi mắt bắn ra kim quang mấy thước lao vào một điện vũ sao hả ngụy sách giật giật chân mày độn quang lái lên bám theo linh lung thiên không sao trong đó có thứ ta cần linh lung thiên liếc ngụy sách hư ngụy sách thấy thế thì biết cũng như lúc ở bắc mang di tích nó phát hiện thứ gì đó hữu dụng nên đã giật mình thiên hỏa lô thế này hả đã phẩm giai gì nhỉ không chỉ thiên mà còn cả lôi cương đúng là lôi hỏa tôi luyện thần thức quét qua ngụy sách nhận ra trong điện vũ có lò nung cao cỡ mười người nhưng cùng linh lung thiên đi vào nhìn thấy cái lò là gã trận trong trắng bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Cái lò màu cổ đồng, hàm hòa hồng sắc tinh thạch lớn cỡ đầu người, bên trong tinh thạch có vô số phủ văn, hỏa sát khí tức quá rõ, là thiên hỏa lô. Cái lò lớn như thế, hòa hồng sắc tinh thạch dày đặc, hấp nạp thiên hỏa hỏa lực tất cực kỳ kinh nhân, nhưng trên thân lò lại có lôi cưng khí tức khiến Ngụy nhận ra ngay bên trong có khắc pháp trận phức tạp, gắn vào không chỉ một đạo lôi hệ đại đạo thần văn, là cự đỉnh lôi hỏa tôi luyện trong truyền thuyết. Luyện khí lô lớn thế này hả? nam cung vũ tinh và bọn cơ nhã đi vào đều kinh hô linh lung thiên không hề khách khí tử quang lóe lên mở nắp lò rồi lao vào cầm một khối đen xì cỡ nửa thân thể nó lao ra cương nha muội tinh kim gì đây ngụy sách giật giật mí mắt nhận ra trọng lượng vật đó cực nặng dù thần thiết và vẫn tinh được đại năng rèn cũng không so được tựa hồ biết gã hỏi linh lung thiên không nói gì mà miết nhẹ lên cục tinh kim đen xì lớp cho bị gạt đi hồng quang trói lòa như thần huyền đại năng phát ra quang hoa huyết nguyệt thần thiết là huyết nguyệt thần thiết nguyên âm lão tổ vào vu thần nữ lục bào lão đầu cùng kinh hô lại là huyết nguyệt thần thiết vẫn được điển tịch tu đạo giới gọi là thiên ma vẫn thiết ngụy sách nốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vệt đỏ huyết nguyệt thần thiết theo ghi chép của tu đạo giới là một trong các cực phẩm tinh kim phẩm chất kinh nhân nhất, nhất trừ chất liệu tuyệt vời cực hợp với nguyên khí có thể khắc nhiều nguyên khí pháp trận thì còn phẩm chất cực kỳ đặc thù nếu dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo cũng như tu sĩ tu luyện có tác dụng hấp phụ với nguyên khí uy năng càng bị uy năng xung kích chất liệu càng chắc chắn thai thể càng lúc càng mạnh. Nói đơn giản thì dùng thần thiết này luyện chế pháp bảo thì càng dùng càng tốt, trải qua càng nhiều đấu pháp thì càng lợi hại, chỉ cần không bị cường uy đánh thành cho là được. Tinh kim được hình dung như vực ngoại thiên ma biết hút uy năng thuật pháp nên được gọi là thiên ma vận thiết, trừ thử ra còn được xưng tụng là vạn đại thần thiết, tức là chỉ cần không làm mất thì pháp bảo luyện chế từ tinh kim này có thể lưu truyền vạn đại. Với thai thể thần thiết này thì tu sĩ có thể đánh thành cho ít nhất cũng chân tiên tứ ngũ trọng. Đúng là huyết nguyệt thần thiết, chỉ nhìn là ngụy sách gần như tắt tiếng. Đặc điểm nổi nhất của huyết nguyệt thần thiết trừ thần quang đặc biệt sán lạn thì bề ngoài còn tự nhiên hình thành loan nguyệt hoa văn, càng tôi luyện lâu, càng lưu chuyển nhiều đời thì chất liệu càng tốt, loan nguyệt hoa văn càng mảnh, hiện tại vật đỏ hiện ra, hoa văn cực kỳ mỏng manh. Huyết nguyệt thần thiết là thứ vạn năm khó kiếm tại tu đạo giới, theo ghi chép từng xuất hiện hai pháp bảo là một cái châm cài tóc và một cây như ý cỡ một thước, cả hai cộng lại mới bằng đầu trẻ con, nhưng khối trong tay linh lung thiên thì không kém gì thân thể nó, luyện thành châm cài thì không biết được mấy trăm cái. Cương nha muội, há miệng một lúc, ngụy sách đảo mắt cười đừng cười kiểu đó gian thương đáng chết coi như người may mắn ta sẽ cho một nửa linh lung thiên hiểu ý ngụy sách tỏ vẻ khinh thường lao hết lớp đen trên khối huyết nguyệt tinh kim hồng quang bao trùm đại điện đẹp thật cơ nhã hòa nam cung vũ tinh chắc lưỡi khối thần thiết trừ cực kỳ mịn màng thì màu sắc rực rỡ chưa ai được thấy màu sắc nào đẹp đến thế chỉ màu sắc cũng khiến người ta muốn thu lấy không đem luyện khí cũng có thể ngắm nhé. cho ta một nửa hả ngụy sách ngẩn ra ta hiểu rồi cương nha muội không phải tinh kim nào cũng hữu dụng với ngươi, luyện hóa một loại tinh kim đến mức nhất định lượng thì cũng như kháng dược tính, sẽ thành vô dụng hả? Gã hiểu ra. Không sai, Linh Lung Thiên gật đầu. Chả trách ngươi thấy tinh kim hữu dụng là bất chấp, tốc độ tu luyện của ngươi tuy nhưng nhưng cũng có hạn chế, xem ra không nghịch thiên như hoang tộc công pháp, Ngụy Sách gật đầu, thảo nào ngươi lại rộng rãi cho ra một nửa. Ngươi nói ngần ấy là gì? Ta không dùng được cũng cứ lấy, không để cho ngươi đấy thì sao? Ai nấy tròn mắt, linh lung thiên bị ngụy sách nhìn thấu thì thẹn quá hóa giận cắn một miếng huyết nguyệt thần thiết rằng thật quá tốt thiên tuyết thần thiết có hữu dụng với ngươi không trường tôn tiểu như tròn mắt rồi bật cười lấy khối thiên tuyết thần thiết cha nhìn lệ nhược hải cười hỏi vật này là lệ cung chủ tặng nếu hữu dụng thì ta tặng ngươi lệ cung chủ chắc không có ý kiến gì tất nhiên lệ nhược hải mỉm cười đa tạ linh lung thiên sáng mắt rõ ràng khối thiên tuyết thần thiết rất hữu dụng nó thu vào tay áo như động không đáy ai cũng dễ coi hơn ngươi nó trận tròng trắng với ngụy sách sau này ngươi bồi thường ngươi lấy thần thiết mà bắt ta bồi thường ngụy sách tắt tiếng tu vi của ngươi chưa đủ khi nào đạt chân tiên lưỡng trọng thì có thể làm tan huyết nguyệt thần thiết luyện chế pháp y cho nam cung vũ tinh linh lung thiên tỏ vẻ khinh miệt huyết nguyệt thần thiết này phải đợi ta đột phá nhất trọng tu vi mới nung được hoang tộc lôi hỏa lâu này cũng không thể hả ngụy sách ngẩn ra đích xác nếu là pháp y ngăn được chân tiên thì chiến lược của nam cung vũ tinh sẽ hơn hẳn phổ thông chân tiên nhất trọng đại năng huyết nguyệt thần thiết xưa nay phải chân tiên tam trọng tài mới làm chảy được lôi hỏa lô này có hơn nữa cũng không bằng chân tiên tam trọng pháp vực uy năng tối đa chỉ tôi luyện loại bất tạp chất đi thôi linh lung thiên hầm hừ cắm thêm một khối huyết nguyệt thần thiết người sách tắt tiếng biết linh lung thiên nói thế là đã nể mặt chân tiên tam trọng mới có thể luyện mà nó bảo gã chỉ lưỡng trọng đã có thể thì khác gì thừa nhận gã lợi hại hơn chân tiên thông thường thần thiết này thật quá biến thái bất quá hoang tộc lôi hỏa lô chỉ bề ngoài cũng kinh nhân phẩm giai khẳng định hơn xa luyện khí lô gã từng thấy nên gã không khách khí thu vào nạp vào thủ trạc không biết trong đại điện còn đồ tốt không lấy được cực phẩm tinh kim nên ai cũng hưng phấn trải thần thức tìm khắp từng gian điện vũ điện vũ đều giống nhau nhưng bên trong thì khác có chỗ là kho có chỗ là tĩnh thất nhưng bên trong đều trống trơn tựa hồ hoang tộc lúc rời đi đã gom theo hết thoáng sau bọn ngụy sách vào một gian điện vũ lớn hơn trong điện vũ dày đặc giá đồng bài ngọc bình ngọc hạp chính giữa là năm kim hoàng sắc đô đỉnh cùng kiểu không lớn lắm chỉ cao bằng nửa thân người bên ngoài khắc ác giao phủ đều sống động ngụy sách vung tay mở nắm cả năm kim hoàng sắc lô đỉnh Nam giải kim sắc hà quang từ trong bình phun ra năm cục than đủ màu hiện lên ai cùng nhìn vào năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh thấy năm cục than thì đều thất vọng ít nhiều đại điện này là đơn phòng phẩm giai năm kim sắc luyện dược đỉnh bất phàm pháp trận vẫn tự nhiên lưu chuyển tựa hồ không ngừng luyện dược ai cũng hy vọng bên trong còn linh đơn nhưng năm cục than này đã tan hết linh khí chứng tỏ bị luyện hỏng hoàng cổ hỏa tủy thảo chúng nhân tìm trên các giá mấy tích tắc sau cơ nhã và vu thần nữ kinh hỉ kêu lên hoang cổ hoàng nha quả dược lực thiên tuyết phục linh vẫn còn tiếng hô kinh hỉ vang lên không ngớt trên các giá đông còn nhiều cho như linh dược tan giã thành trong nhiều đơn bình là linh dược đã giữa những thứ đựng dịch thể đều khô cạn chỉ còn bột ở đáy nhưng có những vật chứa vì làm bằng nguyên liệu đặc biệt nên linh dược vẫn nguyên hoặc dược lực còn quá nửa kích động nhất là cơ nhã năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh được thu lại pháp trận trên đó có năm sáu loại nguyên khí dao động khác nhau rất giống cục phẩm dược đỉnh xuân thu đỉnh trong truyền thuyết bố trí kiểu này dễ luân chuyển giữa cực nhiệt cực hàn luyện chế được nhiều linh đơn đặc thù không chỉ năm kim hoàng sắc tiểu đỉnh cả đơn bình và đồ đựng đặt trên giá đồng đều luyện chế từ nguyên liệu rất hiếm có thể giữ cho dược lực của linh dược hoặc dược lực của linh dược hút nhiều thiên địa nguyên khí bị ảnh hưởng là những thứ luyện đơn sư thèm muốn còn cả những đồ đựng chế từ tinh thạch và vẫn kim đặc biệt thì cơ nhã cũng không biết cần từ từ nghiên cứu mới biết tác dụng sao hả bọn cơ nhã hấn hở tìm xem còn linh dược hữu dụng không vừa thu hết đơn bình lại trưởng ngụy sách lướt đến một chỗ đây là chúng nhân thấy ở góc tường gần ngụy sách có đống cho lớn màu lam lẽ nào hoang tộc đại năng chết ở đây thủy linh nghi hỏi có cảm giác như bị đại hoang vấn đạo kinh của đại ưởng thiên giết pháp y cũng tan nát ở đây vốn có giá đồng nhưng cũng thành cho hết rồi ngụy sách gật đầu chỉ sang hai bên bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim quả nhiên là thế chúng nhân phát hiện hai bên đống cho có bụi màu xanh đồng lẽ nào phù đồ quá lớn lúc bọn đại ưởng thiên đến thì vẫn còn người hoang tộc đang luyện đơn luyện khí khi bọn đại ưởng thiên chết thì chiến hồn mới tới đây vu thần nữ nhíu mày nếu bản tôn đại ưởng đến thì với tu vi đó cả đại điện chắc đã thành cho có lẽ vậy lúc đó đỉnh cấp đại năng của hoang tộc và linh tộc đại chiến trong phủ này hoang tộc còn những nhân vật cấp thấp không biết gì vẫn mùi đầu làm việc sau đó mới bị diệt ngụy sách gật đầu cho là như thế bàn luận rồi gom hết những thứ hữu dụng đoạn bọn ngụy sách đi tiếp điện vũ tiếp đó không có gì tốt bọn ngụy sách đến trung tâm dãy công trình có sáu bức tượng hoang tộc đại năng đến quảng trường bọn ngụy sách thấy ở chính giữa có mười mấy thứ như tế đài cao hơn nền mấy thước bên trên có tinh thạch vỡ hình như là truyền tống pháp trận nhưng đã tổn hủy không rõ nối đến đâu quan sát kỹ, ngụy sách thậm chí cắt một bức tượng hoang tộc đại năng ra, xác định không có gì cổ quái thì chúng nhân mới đi tiếp. hình như có khí tức yêu thú. mấy chục tích tắc sau, ngụy sách nhíu mày bảo đoạn tăng tốc. lẽ nào là hóa hình phệ linh thú? chúng nhân vừa tìm kỹ vừa theo chân gã. nửa tuần hương sau, cả toán đi qua một dãy điện vũ, theo ngụy sách vào một sơn cốc. trước mặt là cảnh tượng bình thường không thấy. mười mấy lam sắc quang trụ cỡ thùng nước từ từ vụ mênh mông bắn lên cao, xuyên qua âm hắc sắc phong tầng và xích kim sắc thần mang, trong sương giấm chớp ỉ ùng điện hồ cực lớn nhấp nháy nhưng không có thanh âm vọng ra cảm giác dị thường quỷ dị và bức bối thần thức tất cả xuyên vào tử vụ thì đều như bị trói lại dù nam cùng vũ tinh cũng chỉ được không đầy trăm dặm Chỉ biết có ngân bạch sắc điện hồ lấp lánh thì không thấy yêu thú gì linh lung thiên mắt lóe kim quang có lẽ cũng không biết chuyện gì vu vu ngụy sách ngưng thần cảm giác kỹ một chốc ra hiệu cho tất cả cảnh giác rồi lưỡng đạo thanh sắc thần quang lóe lên duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ soạt cơ hồ khi lưỡng đạo duy ngã tâm kiếm bắn vào tử vụ từ vụ như thể phản kích phun ra năm đạo ngân bạch sắc điện hồ lớn cỡ thùng nước vào ngụy sách lôi cương khí tức lan ra thậm chí khiến bọn hàn vi vi nghẹt thở ngụy sách không quan tâm hắc hỏa hiện lên ngăn được năm làn ngân bạch sắc điện hồ đột nhiên từ vụ rúng động vốn không động tĩnh gì thì từ chỗ năm làn ngân bạch sắc điện hồ đột nhiên vang tiếng ong ong khe khẽ năm sáu thứ lớn cỡ trái dưa đủ màu từ trong xương tím bay ra Oanh! quất hoàng sắc quang trụ phun ra hư không rung lên uy năng gấp mấy lần ngân bạch sắc điện hồ đây là vu thần nữ và trưởng tôn tiểu như ngạc nhiên là một con giáp trùng mai cứng vằn vàng đen pha bạc khí thế hung hung chát hắc hỏa bị giáp trùng phun ra quất hoàng sắc quang trụ đánh tan vu lạp cơ hồ đồng thời trên mình đại giáp trùng lái ngân quang ngân sắc điện võng trùng xuống ngụy sách chát ngân sắc điện võng trùng lên ngụy sách chìm trong ngân sắc điện quang mũi cũng như có dung bạc bò trông rất đáng sợ ngụy sách không dừng chụp lấy đại giáp trùng lợi hại trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như đều biến sắc tuy ngụy sách đối phó đại giáp trùng có vẻ nhẹ nhàng nhưng đó là gã đại giáp trùng này dù uy năng thuật pháp hay tốc độ thi pháp đều hơn xa thần huyền ngũ trọng đại năng dù chưa đạt chân tiên cũng không kém nhiều là họ tất không phải đối thủ giáp trùng cỡ này cực kỳ đáng sợ hiện tại sau diệt thế thú triều yêu thú được tu sĩ biết đạt cỡ này cũng chỉ vài con tức bị ngụy sách tóm lấy đại giáp trùng ré lên nửa thân trước phồng to yêu khí phun trào định dùng yêu đơn đánh ngụy sách đừng loạn động ta không cần mạng người nhưng nếu lung tung thì có khi ta bóc vỡ đầu ngụy sách cười ha hả xích sắc hà quang lái lên dùng tay bóp nó kêu lên thê thảm nước miếng sắp phun ra bị gã bóp ngược lại à ngụy sách tỏ vẻ ngạc nhiên oành, bạch sắc hà quang ép mạnh đại giáp trùng phun cả nước miếng ra đoạn gã gõ mạnh như gõ chuông khiến nó ngất đi lệ cung chủ giáp trùng này là yêu thú gì theo lý linh trí yêu thú cỡ này không kém gì tu sĩ sao nó lại chỉ như phổ thông đê gia yêu thú ngụy sách nhăn nhó hỏi lệ nhược hải và tâm hữu lan yêu thú này tựa hồ không có linh trí lệ nhược hải và tâm hữu lan không hiểu bước lên xem xét đại giáp trùng bị người sách đánh ngất đi lệ nhược hải và tâm hữu lan hiểu về yêu thú hơn cả đại giáp trùng có vẻ không hiểu ý ngụy sách dù biết mình là trứng còn trước mặt là tường đá mà vẫn lao vào kiểu đê gia yêu thú nổi hung dù thực lực thế nào thì cũng là đê gia yêu thú tối phổ thông linh trí thấp kém lẽ nào là kim dương trùng xem kỹ lệ nhược hải và tâm hữu lan nhìn nhau lệ cung chủ ý các vị là thứ có thực lực kinh nhân như thế chỉ là tứ cấp đê gia yêu thú kim dương trùng tiến giai thành cực âm thần quân tròn mắt Kim dương trùng là chi đặc biệt của kim giáp trùng, thập phần mẫn cảm với các loại tinh kim khoáng mạch, lại có thể thổ độn. Nhiều tu sĩ bắt được thì đều dùng vào tìm kiếm tinh kim luyện khí, chiến lược không có bao nhiêu, kim dương trùng tầm thường chỉ là độ tốc nhanh, rồi phát kim quang, dựa vào lớp vỏ cứng đối địch. Yêu thú cỡ này đừng nói thực lực gần đạt chân tiên mà chưa từng nghe nói có thể tiến ra đến lục cấp thất cấp. Bọn tại hạ cũng không dám tin, giáp trùng này trừ thể hình to hơn, có hắc sắc và ngân sắc điều văn thì đặc tính hoàn toàn giống kim dương trùng. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan tắt tiếng, xem ra là kim dương trùng yêu thú này là thổ hệ nguyên khí quất hoàng sắc quang hoa là uy năng yêu đơn cũng là thổ hệ nguyên khí biến dị ngân sắc lôi cương có thể vì ở trong tử vụ lâu tiến mà có được dị năng ngụy sách nhìn đại giáp trùng đề ra yêu thú ở đây cũng tiến dài đến mức đó coi như lại bảo khố không có người tiện nghi cho nó cả giáp trùng này cũng tiến dài đến mức đó ngụy sách liệu còn yêu thú cao cấp hơn không nam cung vũ tinh lo lắng hỏi không phải không có nhưng ít lắm ngụy sách trầm ngâm đại ưởng thiên chiến hồn lang thang ở đây sáu bảy vạn năm đi khắp phủ đồ không biết bao nhiêu lần, yêu thú có thực lực không bằng thì đã trốn, còn có thực lực hơn hẳn thì đã xệt y lâu rồi. Hiện tại mặc kệ có hay không, chúng ta vẫn phải tìm kiếm. Lớp Nam cùng Vũ Tinh, Ngụy Sách lại nói, nơi thế này dù thế nào cũng phải tìm, không mới là có vấn đề. Hàn Vi Vi và Thủy Linh như nhìn nhau. Từ lúc vào đến giờ, Hoàng tộc phủ đồ đích xác là siêu cấp bảo khố chỉ biết dùng hai chữ biến thái để hình dung. Hoang tộc nhân vật, tệ nhất cũng gần đạt chân tiên, phủ đồ này như quốc độ cho chân tiên trở lên cư trú nhưng thứ ở đây mà hoang tộc đại năng coi là bình thường thì tu đạo giới hiện tại coi là bảo bối cực kỳ kinh nhân. Họ vào đây đều có cảm giác như thần hải cảnh tu sĩ vào sơn môn của siêu cấp tông môn không người, không tìm được thì thôi, tìm được gì cũng thật phần kinh nhân. Cả đây gia yêu thú ngu xuẩn cũng không biết đã sống tại đây bao nhiêu năm, gần đạt thực lực chân tiên, nếu là phổ thông tu sĩ cứ ở đây thì thực lực sẽ thế nào. Từ hoang tộc linh viên đến huyết nguyệt thần thiết và đơn phòng, chưa biết chừng còn thứ càng kinh nhân. Dụ hoặc từ quá lớn, hiện tại lục bào lão đầu đã đuổi quan điểm, vốn sợ hãi kêu gào bò chạy thì sau khi lấy được ngân ấy dù cầm gậy đuổi lão cùng không đi lệ cung chủ hỏa vu linh miêu có nhận ra khí tức tu sĩ nào qua đây ngụy sách nhìn đại giáp sát trùng còn đất xỉu hỏi lệ nhược hải hỏa vu linh miêu cực có linh tính không cần y đáp là đã từ tay áo y lao ra thò chân xua xua hàm ý không thấy trong này quá lớn xem ra bọn thiên cử thần quân đi lối khác chúng ta không biết chúng thu được lợi lộc gì ngụy sách lắc đầu mù quang lóe lên lắc lắc đại giáp trùng với trưởng tôn tiểu như mỉm cười trưởng tôn tiểu như muội thích đại giáp trùng này không không ngại xấu thì tặng muội dù gì linh trí của nó rất thấp lệ cung chủ tùy tiện dạy một môn thuật pháp là muội sẽ không chế được hay lắm trưởng tôn tiểu như cười tít mắt thực lực kim dương trùng còn trên nàng ta có thêm trợ thủ là phụ quan trọng là thần tượng tặng thì thứ tệ nhất cũng thành tuyệt diệu môn khống linh thuật này không khó có thể thi pháp ngay tâm hữu lan mỉm cười đương ngọc phù cho trưởng tôn tiểu như trưởng tôn tiểu như hưng phấn gật đầu thần thức quét mấy lần thì vung tay liên tục mấy đạo hoàng hắc quang phủ ngưng thành bắn vào thể nội đại giáp trùng đại giáp trùng hơi run lên hoàng hắc quang hoa sáng rực vẫn bất động lệ nhược hải mỉm cười lấy ra một viên hòa hồng sắc đơn dược chân nguyên cuốn thành dược lực giải lên mình đó đại giáp trùng co chân ngơ ngẩn đứng trước trường tôn tiểu như trường tôn tiểu như cười giòn tan đại giáp trùng liên tục chắp tay với ngụy sách như cảm tạ ơn không giết đi tiếp ngụy sách biết đại giáp trùng đã bị trường tôn tiểu như thu phục liền phẩy tay phát động vô thủy kiếm kinh đưa tất cả đi vào tử vụ chát 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 bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Vào tử vụ, vô số ngân bạch sắc thiểm điện như độc xà khát máu từ bốn phương tám hướng đổ tới, liên tục va vào dòng kiếm quang. Tích tắc sao, tất cả biến thành ngân bạch sắc thế giới, tựa hồ có giải sáng bao quanh bọn người sách. Thần thông của phu quân hiện tại cực kỳ kinh nhân, phu thần nữ trượt có ý nghĩ này. Hiện tại người sách trông có vẻ thản nhiên nhẹ nhàng nhưng thật ra uy năng mỗi ngân bạch sắc điện quang đều ngang với cổ đế thi, chỉ vì thể nội chân nguyên gã tựa hồ liên nguyên bất tuyệt, liên tục kích phát vô thủy kiếm kinh mới chặn được chạm đài linh lan và nam cung vũ tinh không thể nào như thế Oanh! chừng một tuần trà sau chúng nhân chỉ thấy áp lực giảm đi phía trước sáng rỡ đã ra khỏi phạm vi tử vụ nhìn rõ cảnh tượng bọn ngụy sách đều tròn mắt trước mặt là một dốc núi dẫn lên mọc một vạt tử sắc trúc lâm ở giữa rừng có một hố lớn từ miệng hố là những vết nứt lan theo lưng núi giữa hố là một lam sắc thân ảnh khổng lồ thân ảnh không còn sinh cơ và khí huyết khí tức không biết đã chết bao nhiêu năm nhưng có tới 32 cánh tay mỗi cây trúc trong tử sắc trúc lâm đều phát thần quang có vân vàng rõ ràng không tầm thường bọn ngụy sách tích tắc đó không có ý tìm hiểu từ sắc trúc tử mà nhìn hết lên thi thể thi thể này nằm trong hố như từ trên không rơi xuống chết ở đó tam thập nhị tý hoang tộc đại năng này nằm nghiêng trong hố nhưng mẫn cao mấy trượng tuy có nghe linh lung thiên nói nhưng tận mắt thấy tam thập nhị tý hoang tộc đại năng thì ai cũng giận tóc gái 32 cánh tay giơ trên không theo đủ tư thế tạo cảm giác hãi hùng thân thể khổng lồ tuy mờ đi như gỗ mục không còn pháp lực dao động nhưng vẫn tạo thành áp lực nghẹt thở cả ngụy sách cũng thế chỉ khi đối diện đại năng có tu vi cao hơn quá nhiều thì mới có cảm giác này lưu manh đáng chết y chết rồi hàn vi vi nhận ra rằng mình và cầm cập giọng cũng khàn đi chắc chết rồi các vị đừng qua để mỗ người sách hít sâu một hơi thập phần ngưng trọng từ từ đi tới thần thức gã quét đi quét lại trên mình tam thập nhị tý hoang tộc đại năng khí huyết cùng chân nguyên đã khô không còn sinh cơ đầu cũng nứt toác não tủy bị uy năng đánh thành cho tam thập nhị tý hoang tộc đại năng ít nhất cũng đế thiên cấp trở lên hoàn toàn siêu việt phạm vi của gã nên gã không dám coi thường. Đợi đã, để ta, ta có cách khiến y giả chết cũng thành chết thật. Linh lung thiên kéo gã đường lại, một mình đến phía trên hoang tộc đại năng có 32 cánh tay. Cường nhà muội định cắn nát y hả? Có lẽ rằng linh lung thiên tạo cho gã ấn tượng quá sâu, tìm được tinh kim là cắn vụ nên thấy nó đáp xuống chỗ tam thập nhị tí hoang tộc đại năng thì gã tròn mắt. Gian thương đáng chết, im mồm, linh lung thiên vốn đang lao đi, nghe thế thì suýt nữa rơi xuống, chỉ muốn cắn chết gã hận hực gào lên rồi đáp xuống gần tâm mạch tam thập nhị tý hoang tộc đại năng phu hồi sắc thủ trạc dược quang hoa bắn vào tâm mạch tam thập nhị tý hoang tộc đại năng nam cung vũ tinh đến đây mười mấy tích tắc sao linh lung thiên dừng kích phát hồi sắc thủ trạc gọi nam cung vũ vào nam cung vũ tinh sau khi tấn cấp chân tiên lần đầu phát động chân tiên chi uy cũng như đại ưởng thiên chiến hồn bên ngoài hiện lên hoàng sắc thần quang hình thành một chiếc vòng nguyên khí dao động tại kỳ dị dấy lên chắc không có vấn đề gì mấy chục tích tắc sao linh lung thiên gật đầu bảo nam cung vũ tinh rừng thi pháp quả nhiên chết rồi đáng thương thật chết rồi còn bị hành hạ ngụy sách yên tâm nói xuẩn ngốc ngươi có biết nói không hả linh lung thiên trước mắt tối sầm thứ này đáng sợ quá nên đầu óc mất khống chế ngụy sách loáng lên tất cả vào rừng trúc đến phía trên thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng chỉ có một đầu xem ra không phải thủy tổ lợi hại nhất nhưng nhục thân xác định hoang tộc đại năng đã chết ngụy sách thở phào lúc tới còn đùa mấy câu với linh lung thiên nhưng đến nơi thì gã lại sườn gai ốc tam thập nhị tý hoang tộc đại năng quá khổng lồ không có vết thương chỉ trên đầu có một vết sách dài đủ cho gã chui vào hoang tộc đại năng tựa hồ chết không nhắm mắt nằm ngửa lên há miệng lộ ra hàm răng nhọn mắt ánh lên u lam sắc quang hoa cực kỳ đáng sợ không còn sinh cơ cấp như đã chết mấy vạn năm nhưng da vẫn bóng láng như thần thiết bôi dầu tạo cho ngụy sách cảm giác là nhục thân này tựa hồ còn hơn gã chát ngụy sách dẫm lên một tay của tam thập nhị tý hoang tộc đại năng ta gã nhợt nhạt tuy suýt đá bay thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng nhưng chân gã cũng suýt nứt vì như đá vào thép đừng tự rước nhục linh lung thiên tựa hồ biết trước kết quả hử lạnh chết ngần ấy năm rồi còn thế lúc sống sẽ cỡ nào ngụy sách rụt chân nếu khí huyết cùng chân nguyên còn đủ nhục thân tam thập nhị tý hoang tộc đại năng sẽ đáng sợ hơn ngươi biết y ngụy sách co chân lại hỏi không rõ nhưng rất giống một tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xuất hiện tại trận chiến bắc măng linh lung thiên đáp làm gì hả linh lung thiên lại kêu lên ngụy sách đến phía trên đầu hoang tộc đại năng như muốn chui vào lỗ thủng xem linh lung thiên cho là gã lúc này rồi còn định giờ trò thì bực mình không có gì để mỗ xem cái gì đã giết hoang tộc đại năng này xem có phải pháp bảo không không phải pháp bảo mà là bị cường uy giết dệt thành không ít đại đạo trực tiếp thay đổi chất liệu trong óc hoang tộc đại năng như khắc thành đạo đồ ngụy sách không ngẩng lên nhìn vào khe nứt ngữ khí như đang hít hơi lạnh chuyện này linh lung thiên và chúng nhân đến cạnh gã nhìn vào trong ánh mắt bọn nguyên âm lão tổ đều kinh hãi Ốc hoang tộc đại năng trống trơn vết thương sâu đến tận ngực bên trong sáng bóng kết tinh thành đường vân kỳ dị trông như địa xương bạch sắc bên trên là hình sông núi đấy là uy năng của lục đạo bạch cốt hoàng tuyển đồ gây ra không rõ nhân vật cấp trưởng giáo bắc mang nào ra tay linh lung thiên không lên tiếng cãi vã với ngụy sách mà run giọng nhân vật cỡ trưởng giáo bắc mang tu vi cỡ nào ngụy sách thớt hắt ra gà tóc rủ trước chán hỏi còn lợi hại hơn đế thiên mấy bắc mang trưởng đều đấu được với hai ba đế thiên linh lung thiên hít sâu một hơi cố bình phục tâm tình nó hiểu rõ nơi này dù không phải vòng chiến cao nhất năm xưa thì các đỉnh cấp đại năng ở đó cũng từng giao chiến ở đây chết đi không ít mạnh thật bọn trưởng tôn cảnh nhìn nhau đúng như ngụy sách nói quyết nhục trong óc hoang tộc đại năng đã bị thay đổi đòn của đại năng đó không chỉ trẻ đầu hoang tộc đại năng mà còn biến đầu của y không còn thành của mình như cắt đầu xuống mà thay vào bằng tinh thạch có thuật pháp lạc ấn thật quá mạnh khiến họ vô vàn kính sợ mẹ nó chứ đôi mắt này đáng sợ quá nhục thân nguyên khí không biết có thể lấy ra như thi thể thiên long không ngụy sách kêu lên đồng thời thủy linh nguyên khí thử gột rửa hoang tộc đại năng tuy biết hoang tộc đại năng đã chết nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt chết không nhắm mắt đó ngụy sách đều hoảng sợ như thể thần hồn cũng bị hút vào đó nhục thân của y khiến gã có cảm giác khác cánh tay cụt cánh tay cụt như khúc gỗ đã đốt hết nhưng nhục thân hoang tộc đại năng dù gì cũng là cành cụt khô không rõ có trích được nguyên khí hữu dụng không oanh thủy linh nguyên khí dồn lên hoang tộc đại năng ai nấy sững ra lạnh buốt trong lòng thủy linh nguyên khí dồn lên thấm vào hoang tộc đại năng bị thi thể hấp thu thủy linh nguyên khí nhẹ nhẹ rung lên trên thi thể hoang tộc đại năng như y sắp sống lại ừ ngụy sách nhợt nhạt mặt mày nuốt nước bọt tiểu tử làm gì hả vạn nhất hoang tộc đại năng sống lại thì sao lục bào lão đầu ré lên ngụy sách liên tục dồn thủy linh nguyên khí vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng thủy linh nguyên khí dồn vào liền bị hấp thu thủy linh nguyên khí của hoang tộc đại năng càng nồng quanh mình bốc hơi phu quân sao thế sau khi dùng mình vu thần nữ hỏi ngụy sách vốn đang ngơ ngẩn hình như gã phát hiện gì đó tam thập nhị tý hoang tộc đại năng dù không tu luyện thủy hoàng vệ nhật quyết thì cũng là công pháp tương tự nhục thân rất hợp với nguyên khí của ta thần sắc ngụy sách cổ quái bảo bọn vu thần nữ hóa ra thế nhục thân và nguyên khí tự nhiên kết hợp nên mới hấp nạp nguyên khí của huynh suýt dọa chết muội còn tưởng hoang tộc đại năng còn ý chí nên thừa cơ hấp nạp nguyên khí của huynh trường tôn tiểu như thè lưỡi hoang tộc đại năng tạo áp lực quá lớn nguyên khí dao động cũng đáng sợ các vị nên chuẩn bị tâm lý chốc nợ đừng hoàng ngụy sách bảo bọn trưởng tôn tiểu như thần sắc vẫn đầy cổ quái. Tiểu tử, ngươi nói gì hả? Lục bào lão đầu run lên, lão ở với ngụy sách lâu nhất nên quá hiểu gã, chỉ câu đó là lão hoảng lên, nhận ra có việc không lành. a à. Lục bào lão đầu chưa dứt lời thì kêu lên như mèo bị dẫm nuôi. Ngụy sách dồn chân nguyên vào thể nội tam thập nhị tý hoang tộc đại năng, y liền giấy lên khí tức hủy diệt thiên địa. Như có vô số mảnh tinh không quay tít trong thể nội tam thập nhị tý hoang tộc đại năng, y phát ra lam sắc thần quang, bay lên lơ lửng. Thần sắc Ngụy sách càng cổ quái, như bị chúng ta. Chuyện gì thế nhỉ? Linh Lung Thiên vốn bằng quan, nhận ra thủy linh nguyên khí của Ngụy Sách dồn vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng dẫn tới thay đổi thì nó khẽ quát, bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Không sai, tam thập nhị tý hoang tộc đại năng cũng luyện công pháp như thủy hoàng vệ nhật quyết, trừ đầu ra thì thể nội không hề phá tổn, thuần túy bị lấy mạng bằng một đòn, cả thần thức và ý chí đều tan theo, Ngụy Sách không có ý dọa, sừng dồn chân nguyên, cười hắc hắc, thủy hoàng vệ nhật quyết của ta tự vận hành tại thể nội, tự nhiên lưu truyền, có thể vừa thi pháp vừa tu luyện tam thập nhị tý hoang tộc đại năng tu vi quá cao kinh mạch như được sông suối gột rửa thủy linh nguyên khí của ta dồn vào là tự nhiên lưu truyền thành ra nó như pháp khí tức là chân nguyên vào nguyên khí của các hạ có thể vào thể nội thi thể này sẽ không chế được nó nguyên âm lão tổ và linh lung thiên biến sắc linh lung thiên hiểu ngay ngụy sách quả phát hiện được lợi ích cực lớn nên quá hưng phấn cố bày trò huyền hư dọa cho họ sợ nhưng những lời gã nói khiến tất cả chấn kinh cả nó cũng không muốn tính toán không được dù mũ dùng chân tiền pháp thân dồn vào thi thể này thì cảnh giới hiện tại cũng không thể hiểu được chân nguyên lưu truyền coi như thi thể này lại không có đầu bất quá ít nhất mũ có thể dùng nó như pháp thuẫn ngụy sách cười ha hả chân nguyên bàng bạc dồn vào tam thập nhị tý hoang tộc đại năng làm sắc quang hoa rực sáng thi thể lơ lửng trên không tiểu tử đừng có đùa không thấy sợ sao thấy tam thập nhị tý hoang tộc đại năng bay lên lục bào lão đầu muốn khóc mà không có nước mắt coi là pháp thuẫn chân tiền tứ trọng cũng không phá được hàn vi vi trợn trong trắng bỏ qua lực phòng ngự của tam thập nhị tý hoang tộc đại năng pháp thuẫn thì nguyên cảnh tượng 32 cánh tay thò ra nhe răng múa vút đủ dọa chết đối thủ ta chỉ định cùng ngươi đấu pháp mà ngươi ném cái này ra dọa ai hàn vi vi tưởng tượng được nếu ngụy sách làm thế đối phương sẽ kêu thế nào không chỉ đơn giản là pháp thuẫn ngụy sách đặt thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng xuống hưng phấn kép tay y tu vi của y quá cao so với ta nên tại thể nội có những chỗ rất nhỏ được chân nguyên cột sửa thành đường đặc thù sau này thủy hoàng vệ nhật quyết của ta cũng đạt tới cảnh giới này ta cảm nhận kỹ tất có lợi mắt ai cũng lóe lên. Tương đương với cảm tri công pháp diễn hóa sâu hơn, họ dĩ nhiên hiểu được ý nghĩa. Thi thể này còn nguyên khí để gột ra thành của mình không? Thủy Linh Nhi hỏi. Công pháp của Ngụy Sách và Hoang tộc Đại năng Đồng Tông Đồng Nguyên, lợi dụng thi thể y tìm hiểu ảo diệu, cũng khác nào phổ thông tông môn giải phẫu thi thể tổ sư, có phần khi sư diệt tổ, gã và Hàn Vi Vi đều thấy thi thể quá đáng sợ, luyện hóa được là hay nhất. Còn, còn không ít, đầu thi thể này tuy tan nhưng nhục thân còn nguyên, nguyên khí chưa tan, chỉ là gỗ mục không đốt thành than được, nhưng thế là được rồi còn rất hợp với nguyên khí của ta cột sửa là bị hút không thể lấy ra ngụy sách đắc ý gật đầu giải thích với thủy linh nhi nên tốt nhất là dùng như pháp thuẫn gặp bọn thiên cửu thần quân có pháp khí đánh tan được tay thi thể này thì ta cứ luyện hóa ra nguyên khí mà dùng thủy linh nhi và hàn vi vi đốn suýt ngất cả hai đều không muốn thấy thi thể này lắc lắc trước mặt nhưng nghe gã nói thế thì biết sau này khi đối địch thứ kinh hãi này sẽ thường xuất hiện đúng rồi cương nha muội ngươi cắn được không ngụy sách lại hỏi cắn cái đầu ngươi linh lung thiên phát cuồng đá ngụy sách người muốn cắn thì cứ cắn người tưởng ai cũng luyện hoang tộc công pháp biến thái như người hạ ngụy sách tránh đi lẩm bẩm coi nó là một cục tinh kim là pháp khí là xong thấy ánh mắt linh lung thiên như muốn sát nhân người sách ngậm miệng thu thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng lại đều là từ tinh thần văn trúc cực kỳ hợp với lôi một nguyên khí sánh với thần thiết từ cổ đã là cực phẩm để luyện chế thành bộ pháp khí chỉ là vạn năm mới được một tốt giờ có tám đốt trưởng tỏ đã bọc ở phủ đầu này tám vạn năm thấy ngụy sách thu thi thể tam thập nhị tý hoang tộc đại năng lại nguyên âm lão tổ chỉ vào rừng từ trúc nói không sai từ tinh thần văn trúc với thủ đoạn hiện tại của ngươi chỉ cần không tệ quá thì luyện thành bán tiên giai pháp bảo không thành vấn đề từ cổ nó đã được coi là nguyên liệu cho bán tiên giai pháp bảo lục bảo lão đầu bổ sung lão đột nhiên thấy bi ai mẹ nó chứ trước đây sống lâu như thế thấy ngần ấy thứ nhưng so với trong phủ đồ thì có khác gì buồn đất bình thường gặp thứ gì đạo giai đã thập phần hưng phấn nhưng ở đây từ tinh thần văn trúc vốn là trí bảo cũng đầy rẫy không thấy gì hay ho từ tinh thần văn trúc có ngần ấy nhưng lão không buồn lấy dù một nhánh ra thử luyện lão đầu lấy ra luyện chế thành bộ phi kiếm ta nhớ ngươi biết cách luyện chế thiên nguyệt luân ngụy sách lại nhìn lên dốc núi mọc đầy từ tinh thần văn trúc thong thả nói ngần ấy luyện mười mấy vạn phi kiếm cũng đủ nhỉ ngươi định luyện ngần ấy phi kiếm lẽ nào lục bảo lão đầu tròn xoay mắt ta luyện khí cho a vu ngụy sách tê tán trong tử sắc trúc lâm mỉm cười ta đi theo con đường nhục thân thành thánh mới lấy được pháp thuẫn như thế thì không dùng phi kiếm nhưng thiên nguyệt luân thì có thể coi mỗi bộ là một thanh phi kiếm thiên kiếm chu tả kiếm trận có thể điều khiển nghìn thanh tổ thành đại trận một nghìn bộ thiên nguyệt luân cung cấp với nhau toàn là cao giai phi kiếm thì uy lực khẳng định phi phàm nhỉ a à phu nàng phải đặt trên tiên mới điều khiển nổi phu quân luyện khí cho thiếp vu thần nữ ngẩn ra vừa mừng vừa kinh ngạc còn ngọt hơn ăn mật đường hóa ra phu quân không quên lời hứa nghìn bộ thiên nguyệt luân lục bảo lão đầu suýt trước mắt tối sầm ngất đi thiên nguyệt luân kỳ thực là một nghìn phi kiếm mười bộ là một vạn trăm bộ là 10 vạn, nghìn bộ thì tới trăm vạn phi kiếm. Nếu trăm vạn thanh bán tiên giai phi kiếm nhất thể phát ra, tổ thành đại trận, thì uy năng cỡ nào? Tuy vu thần nữ với thần huyền tu vi đủ khả năng rời non lấp biển, nhưng đồng thời khu động trăm vạn phi kiếm thì cũng như đầy càng như ngọn núi, e là không làm nổi, phải đợi đến khi thành chân tiên. Trăm vạn phi kiếm, chỉ số lượng đủ khiến người ta dùng mình, điện tịch ghi lại mấy vạn năm nay thì kiếm tu đại năng vạn vũ thần vương lợi hại nhất cũng chỉ phát ra được 10 vạn kim vũ kiếm. 10 vạn kim vũ kiếm phát ra đủ ngập trời, hủy diệt tất cả hủy thành trì trong nháy mắt người sách tự hồ thấy chưa đủ chấn động còn chê một câu theo cách luyện khí bình thường ngân này từ tinh thần văn trúc luyện chế mười mấy vạn phi kiếm không thành vấn đề tu vi của ta thì chỉ cần phi kiếm không to quá tất cả thể bố trận ở trong một thanh phi kiếm phân thành mười thanh cũng được có thể đủ cho trăm vạn phi kiếm lại khắc cả luyện khí thần văn của cương nham muội vào thì mỗi thanh tất hơn bán tiên dài một chút phu quân tỉnh khỏi tâm cảnh ngọt ngào nghe thấy ngụy sách nói thế vu thần nữ cũng hơi biến sắc nếu trăm vạn phi kiếm trên bán tiên dài một chút cùng phát ra thì sao nàng ta liếc ngụy sách rồi nhìn lên thinh không nếu ngần ấy phi kiếm thì thiên địa chắc bị che kín lão đầu từ tinh thần văn trúc có đặc tính gì có thể nung chảy hay cắt ra khắc pháp trận không cách ngụy sách điểm ra một đạo duy ngã tâm kiếm cắt một cây từ tinh thần văn trúc rồi hỏi lục bào lão đầu nhất thời không thấy trả lời cả ngoái nhìn mới nhận ra lão đang sùi bọt mép từ tinh thần văn trúc cũng như phổ thông luyện khí tinh thạch có thể nung chảy nung rồi thì cường độ ngưng kết càng cao lá và thân cũng có thể dung luyện nguyên âm lão tổ thở hát ra đáp à vậy thì ép mỏng một chút luyện chế trăm vạn phi kiếm không thành vấn đề người sách sáng mắt nghĩ đến nghìn bộ thiên nguyên luân phi kiếm cấm chế này quá cổ quái yến đạo hữu chúng ta xa vào lâu như thế có nên đổi sang tội khác chăng lục bào lão đầu bị ngụy sách khiến cho suýt sùi bọt mép mắng chỉ có kẻ biến thái mới nghĩ như thế thì bọn thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy lại không được nhàn nhã như thế thiên cửu thần quân gào lên thập phần khó coi cả hai cùng hơn 20 kim đơn tu sĩ đang ở trong một bạo phong nhãn các kim đơn tu sĩ dốc toàn lực dựng lên quang hoa quang cháo ngăn cản cương phong phong nhận dài mấy triệu đầu tới tiếng chát chát vang không ngừng phong nhận nổ vang linh quang nát vụn kịch liệt dị thường trước mặt thần lan vương yến bắc quy lơ lửng con quay kỳ dị màu lam và đen là tiên khí khi xưa xuất hiện cùng lam sắp đoạn tí được một lục sam tu sĩ trẻ tuổi lấy được sau đó thanh niên này cũng như thanh niên được tam hoàng tông truyền thừa vận khí không may bị yến bắc quy giết vào đoạt truyền thừa con quay xoay tít trước mặt thần lan vương yến bắc quy giải ra lam ô lưỡng sắc thần quang giáng vào phía trước y và thiên cửu thần quân thiên cửu thần quân liên tục phát thần quang trước mắt tất cả là kim sắc thần quang hình rơi không ngừng chém tới kim sắc thần quang dàn ra tinh thần nguyên khí và kim thiết khí tức tạo cảm giác như pháp khí do tinh thần tinh kim luyện chế thành thiên cửu thần quân mỗi lần nguyên khí kịch liệt dao động phát ra một đạo thần quang cũng chỉ ngăn được một tia kim sắc thần quang quy năng của kim quang xem ra ít nhất cũng ngang với thần huyền ngũ trọng đại năng toàn lực tung đòn thiên cửu thần quân hú vang toán tu sĩ nghịch hỏa minh tựa hồ đã đi qua giữa vùng bão lốc yến bắc quy sầm mặt toàn lực điều khiển tiên bảo thấy thiên cửu thần quân kêu to thì cũng do dự há miệng tựa hồ định đồng ý quay lại tìm kiếm ở nơi khác à mục quang y đột nhiên lóe lên vì trong âm phong quần cuộn lại sáng lên như thể có cửa hoặc lối ra thiên cửu thần quân chúng ta qua xem nếu là cửa ra thì chúng ta quay lại rồi tìm ở chỗ khác nhỉ y bảo thiên cửu thần quân được thiên cửu thần quân nhìn thấy nơi có ánh sáng thì hớn hở tinh thần đại trấn đi thêm hơn hai trăm trượng Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân đã kêu lên kinh ngạc. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Nơi có ánh sáng là năm khối kim sắc ngọc bi hình vuông, cao bằng người thật lơ lửng trên không, kim quang mỗi lần lấp lóe là có thần quang hình rơi bay ra. Giữa năm tấm bia là linh quang trông như hai viên bạch sắc tinh thạch nhất bản đích hình bầu dục. Bọn Thiên Cửu Thần Quân đã thấy, là truyền tống pháp trận thông sang nơi khác. Yến đạo hữu, thế nào? Thiên Cửu Thần Quân nhíu mày hỏi Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Dù không phải lối ra cũng là thông đến nơi khác, thiên cửu thần quân các hạ cứ chọn một lối là được chúng ta không nên động đến ngọc bi ai biết được biến hóa ra sao thần lan vương yến bắc quy không hề do dự chúng ta vào bên trái thiên cửu thần quân gật đầu cả toán ngăn chặn kim sắc thần quang xung kích để đi tiếp đến trước bạch sắc tinh quang cả toán liên tục đi vào bạch sắc tinh quang dù biết trước bạch sắc tinh quang là truyền tống pháp trận và là được đưa đến thiên địa khác nhưng khi linh quang vừa tan thấy rõ cảnh tượng thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy cùng các kim nương tu sĩ đều biến sắc cả toán đến một dốc núi mênh mông nền đất đỏ rực, lỗ chỗ những lỗ hình tròn, không có cây cối, đều là đất một màu. Cách đỉnh đầu nhìn trượng là màu đỏ rực đáng sợ, đôi cương khí tức và hơi nóng tỏa xuống, như có vô số lôi hỏa rực cháy. Phía trước là tám lam sắc tinh kim đại điện, được xích hồng sắc quang hoa chiếu vào thì càng yêu dị. Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân nín thoẻ về dốc núi này không biết cao tới đâu, nhìn xuống vẫn thấy các loại âm phong, vân hà và quang hoa bao trùm lưng núi, kinh nhân nhất là phân giới tuyến lại ở dưới đó, trông như tầng mây đen, thân núi xuyên qua đó, khác nào vượt lên những rõ ràng không phải trên mây có vô số uy năng kinh nhân chút xuống và khí tức đang hình thành ngọn núi ban nãy đã đạt tới cửu thiên âm phong tầng tức là chúng ta đã vào ngọn núi ở độ cao này vẫn chưa tới đỉnh thì núi này cao bao nhiêu hít liền mười mấy hơi thần lan vương yến bắc quy mới nói rõ ràng cùng thiên cửu thần quân đã thấy phân giới giữa cửu thiên âm phong tầng và cửu thiên lôi cương thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ nghịch hỏa minh không nói gì kinh hãi nhìn màn sáng đỏ bên trên là màu vàng kim đậm hơn với tu vi của Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy mà nổi hướng bay lên như ngụy sách thì tối đa qua được Cửu Thiên Âm Phong tầng, đến Cửu Thiên Lôi Cương tầng là hết. Dù gì họ cũng từng trải, biết được qua điển tịch uy năng Cửu Thiên Lôi Cương tăng cỡ nào. Ngọn núi này rõ ràng vươn tới Cửu Thiên Lôi Cương tầng xích hồng sắc quang diễm trên đầu họ là cấm chế cách tuyệt ngọn núi và Cửu Thiên Lôi Cương tầng. Hiện tại tuy không sao nhưng nếu cấm chế bị phá, tất cả sẽ xong đời, Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy còn chống chọi được chứ các kim đơn đại tu sĩ tất mất mạng trước thiên uy thì họ không khác gì chuột chạy trong chảo dầu còn không biết ai chút dầu bao giờ thì chút xuống tám đại điện hình như đều là nhà kho thần lan vương yến bắc quỳ đột nhiên nói không sai hình như là nhà kho thông thường thiên cử thần quân và hơn 20 kim đơn đại tu sĩ đều hưng phấn cùng yến bắc quỳ lướt về tám đại điện cả tám đều cao mấy trăm trượng đỉnh gần như chạm vào xích hồng rác dẫm quang phía trên cửa điện đều mở có thể thấy rõ không ít giá bằng làm sắc tinh kim qua dáng vẻ bọn thiên cửu thần quân thì dọc đường vẫn tìm kiếm dù không biết đây là hoang tộc phủ đồ nhưng biết không tìm được thì thôi chứ tìm được đều là chứ bảo phẩm gia kinh nhân. Cả tám nhà kho, dù nơi này nguy hiểm hơn thì cũng phải tìm. Trống không? Không còn gì. Vào lam sắc tinh kim đại điện đầu tiên, Yến Bắc Quy và thiên cử thần quân đều thất vọng nước sang gian khác. Đều trống. Tìm hết tám lam sắc tinh kim đại điện, sắc mặt cả toán xanh lét. Tám lam sắc tinh kim đại điện không hiểu có cấm chế gì, không chỉ khí tức bị cách tuyệt bên ngoài mà tu sĩ ở trong đều thấy ấm áp dễ chịu, như có thể tăng cường khí huyết. Có vẻ đây là nhà kho, có bày giá, có giường để cố định, tạo cảm giác không phải để đựng tinh thạch mà đựng đơn châu, nhưng trong tám tỏa điện giờ trống trơn. Yến đạo hữu, có cần lên tiếp không? Thiên cửu thần quân nhìn các giá trống, sắc mặt khó coi hỏi Yến Bắc Quy. Lên thêm nữa, vạn nhất cấm chế có vấn đề, chúng ta sẽ nguy hiểm, chi bằng. Hy càng lớn, thất vọng càng nhiều, sắc mặt Yến Bắc Quy thoạt xanh thoạt trắng, chợt có tiếng ầm ầm vang lên, ai nấy loạn choạng, làm sắc tinh kim lại điện rung rinh. Giọng nói như thể từ xa vọng lại. Thiên cửu thần quân và Yến Bắc Quy cả kinh, linh quang lóe lên hóa thành đạo đạo độn quang bắn ra thoáng sau cả toán đến dốc núi đỏ rực trơ trọi ở trước tòa điện ở cực đông đi tiếp về phía đông thì tất cả cả kinh vì thấy thanh hoàng sắc quang mạc che kín cả một quang và thần thức trong thanh hoàng sắc quang mạc không còn chấn động kinh nhân như ban nãy nhưng vẫn còn tiếng ị ủng tựa hồ có người không ngừng va chạm uy năng tu đạo giới không còn ai lợi hại hơn chúng ta người ta trụ được thì chúng ta cũng vậy thiên cửu thần quân và yến bắc quy nhìn nhau rồi lặng lẽ lướt tới chát thân quang từ lam ô lưỡng sắc pháp bảo của yến bắc quy khoét một lỗ trên thanh hoàng giác quang mạc cả toán chui vào ngọn núi này quá lớn dù thủ đoạn thông thiên cũng không thể chỉ với một đại cấm là che kín mà phải nhiều đại cấm chia ra bảo vệ không thì dù một viên tinh hạch cũng không đủ y năng lao vào thanh hoàng giác quang mạc yến bắc quy thấy trên đầu không còn là màu đỏ rực mà là màu đồng xanh kim thiết khí tức cực nồng tựa hồ có người đúc tường đồng vách sát trên đầu chống đỡ thiên khung y thấy là hiểu cấm chế được bố trí thế nào cái gì kia y và bọn thiên cửu thần quân co rút trong mắt mặt đất cũng như vậy đỏ rực không một cọng cỏ quang hoa trên đầu có thêm màu đồng xanh nhưng chi chít vết đấu pháp các loại uy năng chém thành vết nứt lớn như chỗ các đại tông môn dành cho hệ tử đấu pháp ba giải quang hoa lao nhanh ở rìa thanh đồng sắc khu vực trong thanh hoàng sắc quang mạc quang hoa ở đầu tiên màu lam đậm lao nhanh nhất nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt quang hoa ở giữa màu lục nhạt hình người quang hoa còn lại màu vàng đất tròn xoe lơ lửng bên trên đạm lục sắc nhân ảnh thủ hoàng sắc quang hoa và đạm lục sắc nhân hình liên tục có quang hoa va nhau tiếng ầm ầm từ đó vọng ra. Chuyện này, đột nhiên, dị hương phả tới. Dị hương là từ bích lam sắc quang hoa toát ra. Chát, thiên cử thần quân biến sắc vung tay tế xuất cổ phù trong như thủy tinh. Màn sáng hiện lên, hiện rõ tình hình ba giải quang hoa. Bích lam sắc quang hoa là một con thỏ đặc biệt, có năm đuôi. Đuổi theo sát là nhân hình yêu thú như lục ngọc, trên đầu nó là uy năng quang hoa, tựa hồ có thể truy tung khí tức liên tục phát ra thổ hoàng sắc thiểm điện xong đều bị lục sắc quang hoa của nó ngăn lại nguyệt thố tên thảo là người thố tiên thảo đã thông linh nhìn rõ bích lam sắc quang hoa có một con thỏ cùng màu có năm đuôi thiên cửu thần quân và thần lan vương yến bắc quy đều tỏ ra quần hỉ sen lẫn chấn hãi bám theo thiên cửu thần quân tế xuất bạch sắc ngọc phủ hóa thành linh quang bao lấy y và yến bắc quy đến cách bích lam sắc quang hoa không đầy trăm phu bích lam sắc tiểu thố đã đến trước thanh hoàng sắc quang lao vào như xuyên qua mặt nước chát thần lan vương yến bắc quy lóe làm ô lưỡng sắc sẽ thủng màn sáng bám theo thấy yến bắc quy và thiên cửu thần quân đi trước nhân hình yêu thú gầm vang như phát cuồng, tốc độ độn quang tăng gấp mấy lần. Sao lại không thấy nữa? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân ra khỏi thì trước mắt tối sầm, trên đầu ngân quang lấp lánh, ngân sát quang tinh cỡ chậu rửa mắt sáng rực dưới trời đêm, không có tiền lôi hỏa khí tức nào, như đột nhiên hiện lên, mặt đất lồi lõm, không có cây cỏ, trông như dốc núi, nhưng không thấy tung tích bích lam sắc tiểu thố. Chát, cả hai xanh mặt, màn sáng sau lưng có một đạo lục sắc độn quang lao ra. Nghiệt xúc, muốn chết. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân mất dấu bích lam sát tiểu thố, nhân hình yêu thú lại khí thế hung hung sông tới thì cả hai nổi giận, làm ô lưỡng sắc thần quang và hoàng sắc thần quang giáng xuống. Lại đến rồi. Trong lúc Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân động thủ với nhân hình yêu thú thì một thân ảnh khổng lồ ở nơi khác đột nhiên cử động, lên tiếng, tay quanh người rung rung như xúc tu cá mực. Phệ linh thú gần như hóa hình cũng điên tiết, không chỉ lục sắc quang hoa dâng như sóng mà há miệng phun quang hoa ra. Oanh! bị thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân cùng nộ xuất thủ vệ linh thú văng đi va vào thanh hoàng sắc quang mạc lục sắc quang hoa không ngừng sung dinh mũi nhỏ lục sắc dịch thể quy năng lục sắc quang hoa tựa hồ không mạnh bị thổi tan ngay nhưng thần lan vương yến bắc quy và thiên cửu thần quân lại run lên xanh lét mặt mày vội lấy từ đạp bảo nang ra một viên đơn dược bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim trong quang hoa ẩn chứa độc tố kinh nhân tích tắc đã khiến hai thần huyền ngũ trọng đại năng thụ thương không nhẹ Vệ linh thú thông thường không biết phun kịch độc, hiển nhiên vệ linh thú này tiến ra đến mức có dị năng đặc biệt. Chát, chỉ tích tắc dừng lại lấy linh đơn giải độc, vệ linh thú lại gào lên, cào vào thanh hoàng sắc quang mạc xé một lỗ chui vào. Không xong, Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân dị thường cuồng nộ cũng biến sắc, lại xé màn sáng lao tới. Nhiệt xúc, vào thanh hoàng sắc quang mạc, Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân càng xanh lét mặt mày, tiên bảo của Yến Bắc Quy rung lên, vũng xoáy mà lam và đen bừng lên, Thiên Cửu Thần Quân lấy ra phất trần trắng ngần chừng hai thước. Giàn giạt trên tên khí tức. Ngoài xa, vệ linh thú đang cười nhạo. Dưới nó là thi thể hai kim đơn đại tu sĩ của nghịch hỏa minh, tay cầm đầu một người khác, tay trái cầm kim đơn. Mọi kim đơn đại tu sĩ khác đang cuống cuồng chạy, chỉ một chiêu là họ dù liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Oanh, vệ linh thú vừa diệt hai kim đơn đại tu sĩ, tự hồ mới nuốt kim đơn thì lại bị yến bắc quy và thiên cửu thần quân đánh bay, mũi phun ra lục sắc dịch thể, nó lại phun ra tiếp năm, sáu giải sáng. Đừng đánh tan giải sáng. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân biến hẳn sắc mặt, Yến Bắc Quy cũng phát ra năm, sáu lam sắc quang đoàn, bao lấy mấy giải sáng màu lục hắt đi. Phệ Linh thú lục quang đại thịnh, mượn đà lao đi giữ cự ly với Thần Lan Vương Yến Bắc Quy và Thiên Cửu Thần Quân. Chát, vũng xoáy màu lam pha đen và bạch sắc thần quang chiếu dáng vào nhân hình yêu thú, nó đã đến rìa thanh hoàng sắc quang mạc, kéo mạnh tay, xé một lỗ rồi lao vào. Vũng xoáy và bạch sắc thần quang xung kích thanh hoàng sắc quang mạc, khuyết thủng một lỗ to hơn, nhưng chỉ có tiếng ầm ầm đánh vào không khí chứ không trúng nhân hình yêu thú thuật pháp của nó không đáng sợ nhưng nhục thân ít nhất cũng bán chân tiên nếu chúng ta bị nó áp sát thì không phải đối thủ đánh hụt thần lan vương yến bắc quy không truy kích sầm mặt nói xem ra các đạo hữu của chúng ta chấn thủ lối vào ở ngoài đã chết trong tay nó rất giống vậy linh thú nốt được cả nhục thân và kim đơn của tu sĩ xem ra sắp đạt mức hóa hình rồi thiên cử thần quân xanh lét mặt mày gật đầu mau đến cạnh ta không thì không thể an toàn ba nãy chúng ta quá vội thiệt hại mất hai đạo hữu vật đó quá kinh nhân, chúng ta nhất định phải lấy được, không để lọt vào tay yêu thú này. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy hít sâu một hơi đoạn bảo mọi kim đơn đại tu sĩ, lao về thanh hoàng sắc quang mạc. Thiên cửu thần quân, ba nãy là thứ gì mà lưỡng vị thần quân đô cuống lên như vậy? Mọi kim đơn đại tu sĩ bám theo, một thanh bảo lão giả có quan hệ không tệ với thiên cửu thần quân hỏi. Nguyệt thố tiên thảo Điển tịch của Hoàng Đình Tông có ghi rằng thần huyền tứ trọng tu sĩ chỉ cần luyện hóa tiên thảo này sẽ trực tiếp đột phá chân tiên, đủ biết dược được nghịch thiên cỡ nào thiên cửu thần quân tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt nẫn tham lam bọn ta chỉ người thấy mùi thơm mà thể nội chân nguyên cũng mạnh hơn nguyệt thố tiên thảo đã hóa tiên thông linh chúng ta lấy được không cần nguyên vẹn mà một phần mười mấy cũng đủ đột phá chân tiên phu tiếng hít hơi lạnh vang sau lưng thiên cửu thần quân và yến bắc quy thậm chí rõ hơn tiếng cả toán xé không khí một nhánh tiên thảo đại thành này đủ khiến thần huyền tứ trọng tu sĩ đột phá chân tiên hiện tại còn là tiên thảo dược lực hóa tiên thông linh rồi thì sẽ thế nào tiên thảo cỡ này dù trời sập cũng mặc chát thiên cửu thần quân và yến bắc quy từ thanh hoàng sắc quang cháo lao ra đến dưới màn đêm đầy sao bạc như cái chậu rõ ràng cũng là yêu cấm chế quỷ dị ở chỗ không hề có nguyên khí dao động hoàn toàn như trời đêm bọn thiên cửu thần quân đang khao khát người thố tiên thảo nên không cần biết có nguy hiểm không mà lao lên dốc núi có mùi người thố tiên thảo lướt đi mấy trăm trượng thiên cửu thần quân và yến bắc quy phấn chấn vì thấy khí tức người thố tiên thảo trời đêm đầy sao bạc bao trùm diện tích lớn hơn hẳn mấy cấm chế thiên cửu thần quân và yến bắc quy lướt đi màn đêm quỷ dị này chỉ thấy thế núi phẳng dần, lẽ nào sắp lên đỉnh núi? Lúc trước đã ở cửu thiên lôi cương tầng, giờ thì ở đâu? đột nhiên thiên cửu thần quân và yến bắc quy run lên, ít nhất nãy giờ cũng được ba, bốn nghìn trượng, e đã ở trên cửu thiên lôi cương tầng, ngọn núi đúng như cột chọc trời, vươn sâu vào trong cửu thiên lôi cương tầng. mùi nguyệt thố tiên thảo càng lúc càng nồng, khiến tất cả nhưng đang tắm linh tuyền đến đây rồi thì không ai muốn dừng, lao tiếp về chỗ có mùi hương nguyệt thố tiên thảo. a, à, ai nấy kêu lên, tất cả nhìn thấy cảnh tượng khó quên trước mặt là một sơn cốc lớn hơi lõm xuống nhưng miệng núi lửa đã tắt lên nữa không còn gì đấy đã là đỉnh núi chính giữa đỉnh núi có hắc sắc thần quang cự trụ cả nghìn trượng đang phun lên dòng hắc sắc thần quang như bắn lên hư không vô tận không rõ tới đâu bích làm sắc quang hoa dừng ở rìa dòng hắc sắc thần quang thanh thế hắc sắc thần quang trụ quá chấn động nên bọn thiên cử thần quân đều sững ra là hóa hình yêu thú đó không ít kim đơn tu sĩ nghịch hỏa minh kêu lên kinh hãi đạm lục sắc quang hoa với tốc độ kinh nhân hiện lên ở đầu kia nhắm vào nguyệt thố tiên thảo vua cơ hồ ngay khi nhân hình yêu thú xuất hiện nguyệt thố tiên thảo lóe quang hoa lao vào hắc sắc thần quang cự trụ vô 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 phe thiên cử thần quân cùng leo về phía nguyệt thố tiên thảo phệ linh thú đến cự trụ trước thiên cử thần quân và yến bắc quy một bước thiên cử thần quân và yến bắc quy hơi dững lại vì không thể nhìn thấu hắc sắc thần quang quang trụ cũng không nhận ra uy năng cỡ nào phu thiên cử thần quân phát ra một đạo quang hoa lóe lên tan vào hắc sắc thần quang quang trụ mà không có uy năng phản kích như bắn vào đầm nước thiên cửu thần quân và yến bắc quy đều nghiến răng thân ảnh loáng lên lao vào hắc sắc thần quang quang trụ các kim đơn đại tu sĩ nghịch hỏa minh cùng lao tới thoáng sau đỉnh núi đã trống trơn là truyền tống pháp trận thế mà chúng ta không nhận ra thật ra là đâu thiên cửu thần quân và yến bắc quy cùng các kim đơn tu sĩ nghịch hỏa minh tròn bắt quan sát họ đang ở một hòn đảo chừng bốn năm mươi dặm là một khối lam sắc tinh thạch trên đảo mọc một số loại cây kỳ dị có loại hình dạng như tiên nhân trường có loại cả thân và lá đều dài cây cối đều lấp lánh như làm từ bảo thạch nhưng bọn thiên cửu thần quân nhận ra sinh cơ chứng tỏ là sinh vật đảo đều lơ lửng trên không quanh đảo bốn phương tám hướng mênh mông toàn là đảo khác cùng vô số loạn thạch giữa đảo và loạn thạch là đêm tối chỉ có những đảo và loạn thạch đặc biệt là phát quang yên tĩnh đến đáng sợ tinh thần nguyên khí cổ quái lan khắp không gian hình thành ánh sáng như đong đóm lẽ nào thần lan vương yến bắc quy tỏ vẻ kinh hãi thân ảnh lao nhanh lên xem trên hòn đảo họ đứng là vô số đảo và loạn thạch độn quang lóe lên y lại kinh hãi kêu vang độn quang chậm gấp mấy lần bình thường chân nguyên lưu chuyển và tiêu hao như bình thường nhưng uy năng thuật pháp kém hẳn chứng tỏ nguyên khí pháp tắc ở đây khác ra hư không loạn lưu lẽ nào hắc sắc thần quang quang trụ là truyền tống pháp trận đưa chúng ra vào hư không loạn lưu mấy kim đơn đại tu sĩ nhận ra điều dị thường hãi hùng kêu lên cách 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 nhiều người va răng vào nhau cầm cập lơ lửng trên không nào phải đào mà là vẫn thạch hư không loạn lưu là giải vẫn thạch ở ngoài cử thiên do sao vỡ hình thành tư thượng cổ cũng chỉ những đại năng tu vi vừa xa tu sĩ hiện tại tưởng tượng cũng phải dùng pháp khí cùng pháp bảo đặc biệt mới tới được gần năm sáu vạn năm nay điển tịch không ghi lại tu sĩ nào tới được hư không loạn lưu chỉ khi các nhân vật đế cấp đấu pháp mới xé được hư không ném người ta vào hư không loạn lưu nhưng là cả họ bị ném vào đây cũng tương đương với vĩnh viễn, viễn bị giam cầm chỉ còn cách đợi kỳ thọ nguyên hào tận cỡ như họ thì càng không thể thoát thân không phải hư không loạn lưu thiên cửu thần quân đột nhiên nói thiên cửu thần quân không phải hư không loạn lưu các hạ biết đây là đâu sắc mặt cực kỳ khó coi yến bắc quy xoay lại các kim đơn đại tu sĩ đều nhìn thiên cửu thần quân thiên cửu thần quân xanh hết mặt mày nguyên khí pháp tắc và thiên địa nguyên khí ở đây khác bình thường tuyệt đối là thiên ngoại rồi nhưng trong hư không loạn lưu thì chỉ tinh thần nguyên khí bất lợi cũng đủ giết chúng ta thiên cửu thần quân nghiến răng, bảo bọn yến bắc quy hư không loạn lưu thật sự theo điển tịch đều không ổn định vẫn thạch vẫn tinh liên tục va nhau quy năng kinh nhân tuyệt đối không như thế này nơi này có thể là thiên vực chiến trường trong truyền thuyết mà viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng khai sáng thiên vực chiến trường là gì yến bắc quy và các kim đơn đại tu sĩ hiển nhiên chưa biết bạn đang xem tán tu chi vương được đọc tại kênh youtube gì các phim viễn cổ hoặc thượng cổ đại năng thần thông hơn điên phong chân tiền không biết bao nhiêu lần đấu pháp là sức phá hoại khó tưởng tượng nổi song phương nguyên khí pháp tác rằng con nên sẽ thành thiên kiếp nên đại năng trong truyền thuyết đấu pháp đều ra ngoài cửu thiên không vực đại chiến thiên cử thần quân giải thích thiên vực chiến trường là những nơi trong cửu thiên không vực có nguyên khí quy tắc tương đối ổn định không tổn thương đến tu sĩ đấu pháp kịch liệt cũng không tạo thành thiên uy viễn cổ điển tịch ghi lại có những đại năng thậm chí trước khi giao đấu đã hẹn nhau ở thiên vực chiến trường viễn cổ đại năng hút lưu tinh và sao trời luyện chế pháp bảo hoặc pháp khí cũng phải ra đến không vực này mới thi pháp vậy thần lan vương yến bắc quy định nói thì đột nhiên thân thể y cứng lại mặt méo đi trong mắt hiện rõ nét sợ hãi cực điểm cực kỳ tuyệt vọng sao hả thiên cửu thần quân nhận ra yến bắc quy khác thường nên ngoái nhìn lúc y ngoái lại sắc mặt yến bắc quy bình thường trở lại không có gì yến bắc quy bảo thiên cửu thần quân và các kim đơn tu sĩ ta chỉ đột nhiên nghĩ đến ghi chép trong sách cổ rằng không vực kiểu này vì nguyên khí quy tắc ổn định tương tự nơi sống của vực ngoại thiên ma nên có thể có chúng viễn cổ không vực thường phát hiện có vực ngoại thiên ma chúng đến nhưng không thể đột phá cửu thiên lôi cương tầng và lôi hỏa tầng bao quanh thiên địa của chúng ta nên ở lại đây tìm cách thậm chí thiết lập nhiều điểm định cư viễn cổ vực ngoại thiên ma đều từ không vực kiểu này đến thiên địa của chúng ta viễn cổ đại năng truy sát hoặc diệt chúng thì thường ra tận ngoài không vực đại chiến đều ở đây không vực kiểu này mới được gọi là thiên vực chiến trường vực ngoại thiên ma lẽ nào vực ngoại thiên ma lập nên chỗ có ngọn núi chọc trời là từ nơi này xuống thiên cửu thần quân cả kinh nói thế nào thì không vực này cũng ở ngoài cửu thiên tu vi và thần thông của chúng ta tất không phải được bất quá vực ngoại thiên ma để cho tiện thì có lập pháp trận những nơi này thế nào cũng có trong không vực kiểu này có vô số mảnh sao vỡ tất đồ tốt không ít chúng ta cứ tìm từ từ có lẽ sẽ tìm được nguyên thố tiên thảo trốn vào đây mà không hề kinh hoàng chứng tỏ rất quen thuộc nơi này chúng ta quyết tâm có được nó cứ mắc kệ tất cả mà tìm đã yến bắc quy nhau mắt bảo bọn thiên cử thần quân rồi thân ảnh loáng lên lao đi yến đạo hữu nói đúng lắm bọn thiên cử thần quân đều thấy có lý phấn chấn tinh thần bám theo nhất thời bọn thiên cử thần quân đều nghe theo yến bắc quy nhưng không ai biết ngay khi xoay người mắt yến bắc quy lóe lam sắc quang hoa yêu dị hai tay y biến thành lam hắc sắc cuồn cuộn gân màu lam thập phần quỷ dị không ai thấy rằng mười mấy tích tắc trước yến bắc quy còn kinh hãi vì không biết nơi này là đâu giờ đã mỉm cười âm lãnh quỷ dị yến bắc quy cười quỷ dị đưa bọn thiên cửu thần quân và tu sĩ nghịch hòa minh tan biến vào hòn đảo không lâu thì ở đỉnh núi trong phủ đồ hắc sắc quang trụ vẫn phun lên khung cảnh cực kỳ bình tĩnh đột nhiên xìa hắc sắc thần quang lóe lên bích làm sắc quang hoa thấu ra là thông linh nguyệt thố tiên thảo khiến cả nhân hình yêu thú và tu sĩ nghịch hòa đều điên cuồng thông linh tiên thảo này lướt về một phía không lâu sau thì khuất vào một đỉnh núi như miệng núi lửa chừng nửa tuần hương sau tiếng xé không khí vang lên thông linh nguyệt thố tiên thảo quay lại sau lưng là lam sắc quang hoa lam sắc quang hoa là một cái đầu thân thể bên dưới là bạch bào đại năng bị hoang thần nô đánh bạch bào đại năng không hiểu tu luyện mật phát gì mà thân thể tựa hồ từ từ sinh trưởng tua rua huyết nhục và nội tạng phất phới trên không nhìn cực kỳ đáng sợ nguyệt thố tiên thảo lao vào hắc sắc thần quang quang trụ bạch bào đại năng thấy hắc sắc thần quang quang trụ thì kinh hãi nhưng đến gần thì chỉ hơi do dự rồi nghiến răng lao vào thoáng sau bích lam sắc quang hoa lóe lên thông linh nguyệt thố tiên thảo từ hắc sắc quang trụ hiện ra lao sang hướng khác chừng một tuần hương sau bích lam sắc quang hoa xuất hiện trên đỉnh núi chắp trời cực kỳ cuốn quýt lao thẳng vào hắc sắc quang trụ khác với lần trước cực kỳ thong thả cơ hồ ngay khi thông linh nguyệt thố tiên thảo lao vào hắc sắc quang trụ thì kim quang từ hư không bắn ra xuất hiện trên đỉnh núi kim quang dàn dạt chân tiên khí tức người mặc phổ thông thanh y là ngụy sách nhìn hắc sắc quang trụ ngụy sách co rút trong mắt rồi dừng trước cây trụ nhíu mày bất động mấy chục tích tắc sau Độn quang từ phía sau lao lên linh lung thiên vào vu thần nữ bọn cơ nhã cùng tới là cấm chế gì ngụy sách bắt được thông linh tiên dược chưa thấy hắc sắc dung thiên quang trụ trước mặt gã bọn cơ nhã cả kinh cùng hỏi thông linh tiên dược quá cổ quái thần thức quét tới là nó phát giác ngụy sách lắc đầu ta chậm một chút đến nơi là nó đã vào hắc sắc quang trụ ngụy đạo hữu lệ nhược hải đột nhiên biến sắc kinh hô sao hả ngụy sách ngẩn ra nhìn lệ nhược hải y giờ ống tay áo đừng linh miêu nơi này có khí tức tu sĩ khác, tựa hồ mới đi. Nói vậy, thiên cửu thần quân và thần lan vương Yến Bắc Quy đã qua đây, chắc đây là đỉnh núi chọc trời, nếu mộ không nhầm thì nơi này đã ở trên cửu thiên lôi cương tầng, đến tinh thần chân hòa tầng, Họ chưa đạt chân tiên mà dám đến đây thì thật chán sống. Ngụy sách mục quang lóe lên, bảo lệ nhược hải, lệ cung chủ, các hạ đưa linh miêu tìm khắp nơi xem có cảm chi được phương vị của họ không. Được, lệ nhược hải gật đầu, phong lên đỉnh núi. Phu quân, có nhận ra cấm chế gì không? Bọn vu thần nữ ở cạnh ngụy sách nhìn hắc sắc thần quang quang trụ, vu thần nữ chấn động thấy rõ nơi này là tinh thần chân hòa tầng, lên nữa sẽ thoát khỏi thiên địa để vào cửu thiên tinh không hắc sắc thần quang quang trụ này thiếp không nhận ra nguyên khí uy năng gì chuyện này Ngụy sách há miệng định nói gì đó thì tiếng xé không khí vang lên lệ nhược hải quay lại trên núi có khí tức tu sĩ đi qua nhưng chỉ một nơi có lẽ quay lại theo lối cũ có lẽ họ từ nơi đó lên ngụy sách gật đầu nhìn hắc sắc dung thiên quang trụ nói gian thương hắc sắc quang trụ này uy năng gì linh lung thiên giật giật chân mày hỏi linh lung thiên cảm chi vừa xa thần huyền đại năng mà cũng không biết hắc sắc thần quang quang trụ là nguyên khí huy năng này tuy tạo cảm giác rúng động nhưng quang trụ không có nguyên khí dao động thần thức dồn vào cũng chỉ như vũng nước bình lặng mỗi cảm chi được khí tức không gian pháp trận tương tự nguyên khí dao động của bạch sắc linh quang hoa ngụy sách gật đầu bảo bọn linh lung thiên không lầm thì là truyền tống pháp trận là truyền tống pháp trận hàn vi vi và thủy linh nhi nhìn, nhìn nhau họ đều hiểu ý gã nói là truyền tống pháp trận nhưng quan trọng là có vào không thanh thế truyền tống pháp trận này hơn xa bạch sắc linh quang quang cháo cương nha muội sao hả ngụy sách lại nhìn hắc sắc dung thiên quang trụ hỏi linh lung thiên các ngươi có thể không vào nhưng ta chắc chắn phải vào linh lung thiên hít sâu một hơi đoạn nghiến răng xoay xoay hồi sắc thủ trạc mắt lóe kim quang ta biết ngươi sẽ nói thế ngụy sách như đã biết trước lắc đầu ta biết ngươi sẽ vào xem vì ngươi lo trong đó vạn nhất còn bằng hữu linh tộc chưa chết không nói lắm với ngươi ta vào đã ngươi có thể tìm ở chỗ khác linh lung thiên trừng mắt lao vào hắc sắc quang trụ vội gì, cùng tới, ngụy sách bảo, ngươi. Linh lung thiên ngẩn người, lúc trước đã thấy truyền tống pháp trận nguy hiểm, không dám thử, dù gì cũng ở cùng nhau, dù không tìm được lối ra cũng kệ. Theo ta biết truyền tống pháp trận cần hai bền đều có nguyên khí ổn định mới có thể bố trí, ít nhất nơi truyền tống đến không có gì nguy hiểm. Ngụy sách cười với Linh lung thiên, ta không bảo không đi, ngươi định bỏ lại tất cả đều vào một mình kiếm lợi hả? Kiếm cái đầu ngươi. Linh lung thiên nghiến răng rồi đi vào hắc sắc thần quang quang trụ, trong nó hung hãn nhưng ánh mắt lại không thế đi nam cung vũ tinh và bọn cờ nhã nghe gã nói là cùng vào thì mềm lòng mỉm cười theo gã vào hắc sắc thần quang quang trụ nhĩ muội yêu nam cung vũ tinh và bọn cờ nhã chỉ thấy như xa vào dòng sông vô biên trước mắt rực hắc sắc lưu quang rồi bay lên hư không vô tận tiếp đó trước mắt sáng lên cảm giác ban nãy vừa tan chưa nhìn rõ cảnh tượng đã nghe tiếng ngụy sách kêu to không rõ là ấm ức hay khen ngợi đây là lúc thấy cảnh tượng thì ai cũng tròn mắt họ đang ở trên các đảo và loạn thạch đủ kích cỡ lơ lửng chung quanh là màn đêm yên tĩnh chỉ có đảo và loạn thạch lóe quang hoa chỉ là chỗ họ đứng khác nơi thiên cửu thần quân và yến bắc quy được truyền tống tới không ở trên đảo trường bốn năm mươi trượng trông như la bảo thạch họ và ngụy sách linh lung thiên ở trên khối thanh sắc vẫn thạch cỡ mười dặm và quang mang lạnh lùng như kim loại dàn rạt kim thiết khí tức phía trước lơ lửng một khối hôi hồng sắc vẫn thạch cả trăm dặm chung quanh là vòng sáng do bụi và đá vụn hình thành trông như vì sao tạo thành cảm giác sông kích vô cùng hư không bên trái trên một hòn đảo xanh rờn cây cối bên trong còn có hồ, không khác nào man hoang hoang nguyên, chỉ là cây cối hơi khác, hoang cổ bản thảo kinh cũng không có ghi. a, à, đột nhiên hàn vi vi kinh hô. Nàng ta nhìn xuống chằm trầm, hóa ra dưới khối thanh sắc vẫn thạch là giải sáng do phấn hồng sắc tinh thạch hình thành, ít nhất mấy chục dặm, khối to nhất cũng chỉ bằng đầu người, cực kỳ chói mắt. Bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh youtube gì các phim. Thiên vực chiến trường, Linh Lung Thiên nhìn ngụy sách, bảo. Thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu có gì khác nhau? nếu ta không nhầm thì chúng ta đã đến cửu thiên tinh không ngụy sách nốt nước bọt hắc sắc thần quang quang trụ quá cổ quái mà ngươi lại vào ta không bảo ngươi vào mà ngươi tự theo linh lung thiên mắng rồi giải thích tương như lời bọn thiên cử thần quân giải thích chân nguyên hùng hồn như thế chân tiên nhất trọng tương đương với chân tiên tam trọng ngần ấy năm rồi cùng đợi được một kẻ chân nguyên thế này đủ rồi ngụy sách và linh lung thiên không biết trong lúc đó tại một hư không có một lam sắc thân ảnh kích động đến du dày từng cánh tay xoay xoay như xúc tu cá mực khi tức vô hình từ lam sắc thân ảnh thân giấy lên, à, Ngụy Sách vừa hiểu sự khác nhau giữa thiên vực chiến trường và hư không loạn lưu thì đột nhiên biến sắc thành xanh lét, tóc dựng lên. Chuyện gì thế nhỉ? Linh Lung Thiên và bọn Nam cung Vũ tinh giật này mình, Ngụy Sách như gặp ma giữa ban ngày, có kẻ định khống chế ta nhưng không thành công. Có ý thức cực mạnh định điều khiển chân nguyên thủy hoàng vệ nhật quyết của ta, cương nha muội, ở đây có lẽ có hoang tộc đại năng cực kỳ lợi hại, Ngụy Sách bật mặt nói. A, à, chân linh nhất mạch, Đại Lệ Thiên, à làm hồng việc của ta. A à, a, à, đại lệ thiên, ngươi còn sống không? ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh. bọn ngụy sách biến sắc thì làm sắc thân ảnh trong hư không cũng có người gào lên. ngươi cảm ứng được y ở đâu không? linh lung thiên dựa tóc gáy, biết ngụy sách tuyệt đối không đùa. cảm ứng được ta đã không thế. ngụy sách không cần soi gương cũng biết mặt mình khó coi hơn khóc. gã không rõ khí tức đó từ đâu, chỉ thấy có người ở xa lắc nhìn mình. cảm giác này quá đáng sợ. đối phương cách biệt quá xa thì gã mới có cảm giác này. a, à, trong này còn hoang tộc đại năng còn sống. chạy mau! lục bào lão đầu lấy lại hơi kêu lên như phát cuồng chạy mau chất ở đây thì không biết bao nhiêu năm nữa ta mới được phát hiện câm mồm muốn chạy cũng phải tìm truyền tống pháp trận mà chạy ngụy sách giống lên với lục bào lão đầu lục bào lão đầu không kêu thành tiếng a à, tiểu tử kêu cái gì chán sống còn kéo theo ta thoáng sao lục bào lão đầu ré lên hoang tộc vu xuân định giờ trò kia ngươi xấu quá nên không dám ra hả cứ ở đó ăn phân hả kỳ thực ngươi mà ra ta sẽ cho một đống ngụy sách liên tục dồn chân nguyên kêu lên thanh âm liên tục vang vọng lúc gã còn là tiểu gian thương tại linh nhạc thành đã thấy không biết bao nhiêu tán tu và gian thương chửi bới bao nhiêu câu khó nghe giờ tôn ra hết ngươi làm gì hả linh lung thiên thấy gã mắng sơi sơi thào thào bất tuyệt lại biết không phải gã phát của nghiên hỏi ta đang thử ngụy sách giải thích rồi hậm hực khí sắc dễ chịu hơn hoàng tộc ngu xuẩn không dám ra gặp ta có bao nhiêu tay ta bẻ hết nhét vào mông ra đây ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra không đúng không thì gọi mẹ ngươi ra ta đánh cho ngươi không nhận ra mẹ cũng được. Trong hư không đó, làm sắc thân ảnh giận run người khi ngụy sách bắt đầu mắng, xem ra biết rõ nhất cử nhất động của gã nhưng giờ nghe gã nói ra câu đó thì y không chịu nổi, đình đầu rực khí diễm, khác nào không gian phong bạo tiểu tử, tử, người mắng ta đã đành, còn mắng cả mẹ ta, a à, ta sẽ khiến người muốn chết không được, muốn sống không xong. Hoang tộc các ngươi sao xấu thế nhỉ, lẽ nào vì mẹ ngươi và những sinh ra ngươi, ngụy sách lại nó, khiến làm sắc thân ảnh giận run người, bốn cánh tay co lại, cơ hồ ngất xỉu bọn ngụy sách không biết được rồi phu quân phu thần nữ cũng thấy gã thái quá nên truyền âm chắc vậy ngụy sách gật đầu ngừng mắng thấy tất cả nhìn mình như nhìn biến thái gã xòe tay đừng nhìn mỗ mỗ không muốn mắng nhưng vì tính mạng mà phải thế chết đi linh lung thiên không thèm nói nhiều mà rít qua kẽ răng bất quá ngụy sách thao thao bất tuyệt mắng một hồi thì sắc mặt linh lung thiên và tất cả dễ coi hơn nhiều cương nha muội phạm vi thiên vực chiến trường này cỡ nào ngụy sách ngoái hỏi linh lung thiên thiên vực chiến trường hình thành từ mấy vì sao va nhau phạm vi ít nhất trên nghìn vạn dặm nói về việc nghiêm túc linh lung thiên không tranh hơi với ngụy sách dù gì gã cũng là tiểu gian thương linh nhạc thành quỷ kế đa đoan đối diện nguy cơ luôn thập phần lãnh tĩnh nhiều khi nghe theo gã thì hơn nghìn vạn dặm lớn thế hả hàn vi vi suýt ngất xỉu đối với ngụy sách trong vòng nghìn vạn dặm không có gì khiến gã ngạc nhiên cử thiên thái hư theo điển tịch thì mênh mông giữa mỗi vì sao là không biết bao nhiêu vạn dặm cử thiên và thiên địa bọn đã quen là hai khái niệm trong không vực này nguyên khí ổn định như thế gần như không có tinh thần xạ dạ tuyến và tinh thần nguyên khí thâu bắn xuống vì không vượt quá lớn có mấy vì sao vỡ tỏ nguyên khí bao lấy tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí bị cách biệt ở ngoài hào uống không có không gian mấy trăm vạn dặm trở lên đã không thể thành thiên vực chiến trường thượng cổ siêu cấp đại năng giao đấu là những chỗ nhỏ không còn không có không gian cỡ đó đế thiên hoặc thậm chí đại nhân vật đế cấp sao dám thẳng tay ngoẹo đầu ngẫm nghĩ ngụy sách âu sầu chỗ to thế này hoang tộc đó không rõ trốn ở đâu muốn tìm đâu có dễ y bị ta lôi cả mẹ ra mắng chắc đã trọng thương chỉ còn thoi thóc như hoang tộc đại năng khác dù cánh tay cụt và y có quan hệ gì không nhưng suýt khống chế được ta thì thần lan vương yến bắc quy có khi đã bị y khống chế phải tìm ra y mà giết mới xong a à, ngụy sách nói xong thì lam sắc thân ảnh trong hư không vốn tựa hồ vị gã chọc giận chợt run lên đúng rồi chạm đài linh lan người luyện công pháp từ hoang tộc đoạn tí vì sao đối phương không khống chế ngươi ngụy sách tựa hồ nghĩ ra ngươi ta thế này rồi mà ngươi còn định khống chế ta hả trạm đài linh lan kinh hãi đến khản giọng nghe ngụy sách nói thế thì y lại như thổ huyết gào lên đúng vô vị ngụy sách gãi đầu hiện tại trạm đài linh lan không chỉ bị gã quay như trong chóng mà còn bắc minh thần quân diệp tử mỹ liên tục thi triển phổ độ thần quang đối phương dù không chế trạm đài linh lan cũng vô dụng đi thôi tìm theo hướng đó lệ cung chủ hiện tại không cẩn thận là mất mạng để khiến thiên vu linh mêu phấn chấn phải xem có khí tức bọn thiên cửu thần quân không chỉ cần phát hiện khí tức thiên cửu thần quân và thần lan vương là chúng ta có thể tìm được vị trí của hoang tộc đại năng đó lúc đó cần dùng thiên hải thần lan kính ngụy sách và linh lung thiên nhìn nhau rồi bảo chúng nhân đi về một hướng lại bảo lệ nhược hải thiên vu linh biêu. làm sắc thân ảnh ở xa dùng mình không xong chỉ vài tích tắc sau, làm sắc thân ảnh đột nhiên run lên tự hồ cảm chi thấy thứ đáng sợ hơn ngụy sách co tay lại ôm người rực thổ sắc quang hoa thành cái kén lơ lửng trên không không lộ ra mảnh mai nguyên khí và cảm chi các đức liên hệ với ngoại giới thiên vực chiến trường do mấy vì sao va nhau hình thành không rõ có bao nhiêu thiên ngoại vẫn thạch có khối đến mấy nghìn dặm vạn dặm sinh thành cây cối sinh linh thậm chí quanh một số khối còn hình thành vũ vụ đôi cương như thiên địa sơ khai trong truyền thuyết ở đây rực rỡ đủ màu nếu tìm tất có không ít nguyên liệu luyện khí tốt và cục phẩm vẫn thiết tinh kim thậm chí ở cấp như ngụy sách nhìn những nơi tựa thiên địa sơ khai thì còn cảm ngộ được nguyên khí pháp tắc bất quá gã tìm ra hoang tộc đại năng đó cũng sẽ bỏ chạy nên chỉ gom những thứ hữu dụng còn lại không kén kỹ gã thi triển động hư bộ pháp cùng lệ nhược hải đi đầu liên tục vượt hư không, tận lực khuếch đại phạm vi tìm kiếm, nhưng không cách bọn vu thần nữ quá 1500 dặm. Ở cự này mà có chuyện gì thì có thể dùng xong tu thuật pháp về cạnh vu thần nữ ngay. À, đột nhiên, Ngụy Sách dừng lại, ra hiệu cho bọn vu thần nữ theo sát. Bọn vu thần nữ cách gã không đầy 500 dặm, bên trái phía trước Ngụy Sách là hư không tối om, trong giải thổ hoàng sắc vẫn thạch có lam sắc quang hoa lóe lên. Phía sau lam sắc quang hoa có hai con điểm bám theo, chỉ vì cách quá xa nên không nhìn rõ một độn quang. Lam sắc quang hoa tốc độ cực nhanh, ai nấy nhận ra bên trong là nửa thân thể nửa dưới thân thể không con nửa trên phi độn huyết nhục và nội phủ uốn éo như xúc tu lục bào lão đầu dợ tóc gáy kêu lên thê thảm tiểu tử lần này đúng là bị người hại chết người mắng khó nghe qua nên hoang tộc mới tìm tới ngụy sách vốn định bảo lục bào lão đầu im miệng vì thần thức gã nhận ra nửa thân thể đó chỉ là một tu sĩ tu vi thần huyền ngũ trọng khiến gã e rè chỉ là hai giải độn quang phía sau tựa hồ tệ nhất cũng chân tiên tu vi khí tức thập phần cổ quái tôi tiếp theo lục vào lão đầu kêu khiến gã tắt tiếng lão rên rỉ tiểu tử đúng là bị người hại chết còn nói nhét tay vào mông đối phương giờ y không có mông thì nhét thế nào đừng sợ chỉ là thần huyền ngũ trọng đại năng không phải hoang tộc hai giải độn quang phía sau mới quỷ dị tựa hồ đang truy sát nam cung vũ tinh nhận ra khí tức nói không phải hoang tộc đại năng lục bảo lão đầu ngẩn ra chư vị đạo hữu xin giúp đỡ đằng sau có hai vườn ngoại thiên ma nửa thân thể trong lam sắc quang hoa lý càng lúc càng rõ là bạch bảo đại năng bị hoang thần nô đánh tan thân thể đang mọc ra một nửa phát hiện đượn quang của bọn ngụy sách thì ngẩn ra rồi kêu lên lao tới à ngụy sách và linh lung thiên giật giật chân mày đến gần nên cả hai nhận ra nguyên khí dao động của bạch bảo đại năng và đại năng thần bí bị tứ tý hoang tộc đại năng đọt xá rất giống nhau cùng một truyền thừa hoang vũ thần quân của hoang cổ minh sao y lại ở đây trưởng tôn cảnh và cực âm thần quân nhìn rõ thì cực kỳ kinh ngạc trưởng tôn đạo hữu bạch bảo đại năng nhìn rõ bọn trưởng tôn cảnh nên kêu vang vui mừng bạn đang xem Tán Tu Chi Vương được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Hoàng Vũ Thần Quân, Ngụy Sách kinh ngạc nhìn bọn trưởng tôn cảnh. Hoàng Vũ Thần Quân là đại năng tối lợi hại của Hoang Cổ Minh, tương đương với Minh Chủ. Thần Huyền đại năng khác của Hoàng Cổ Minh đều nghe lệnh y, chỉ là không xung đột gì với Thiên Huyền Minh. Bọn tại hạ chỉ qua tranh vẽ mà biết mặt y chứ không hiểu gì. Trưởng Tôn Tiểu như biết Ngụy Sách muốn hiểu thêm tin tức nên truyền âm. Cái gì kia? Cường nhà Muội, hình như khác với Hoang Tộc khí tức, là một chi của Hoang Tộc hả? Ngụy Sách gật đầu, mắt lóe hàn quang hỏi Linh Lung Thiên người khác chưa nhìn rõ chứ ngụy sách và linh lung thiên đã thấy hai độn quang đuổi theo hoang vũ thần quân là hai thân ảnh cao hơn người thường nửa cái đầu sau lưng có cánh thịt trên mình lấp lánh bạch quang tựa hồ là xương trắng bọc ra từ thền ổi chúng ta gặp may rồi linh lung thiên địa nheo mắt lạnh giọng xưa nay gọi hoang tộc là vực ngoại thiên ma hiện tại đã gặp được hai vực ngoại thiên ma cái gì vực ngoại thiên ma thật sự đừng nói bọn hàn vi vi cả ngụy sách cũng tròn mắt đấy là vực ngoại thiên ma bọn ngụy sách nhìn lên độn quang càng lúc càng gần đối với họ vực ngoại thiên ma và hoang tộc vốn giống nhau số điển tịch của tu đạo giới vô đã tả vực ngoại thiên ma đáng sợ thế nào biến thái ra sao nếu bọn ngụy sách không hiểu rõ hoang tộc thì tất cũng cho rằng vực ngoại thiên ma còn đáng sợ hơn quan trọng nhất họ thấy không ít hoang tộc nhưng vực ngoại thiên ma thì chưa vực ngoại thiên ma hiếm xuất hiện tại tu đạo giới tuy nhiên mỗi lần xuất hiện đều dấy lên mưa máu gió tanh được ghi lại nhưng chúng từ đâu đến có thần thông gì thì không ghi kỹ thậm chí tuyệt đại đa số điển tịch chi chép vực ngoại thiên ma đều khác nhau nguyên nhân vì trong tinh không thái hư có không ít sinh linh có trí tuệ không kém tu sĩ linh thú vượt ngoại thiên ma chỉ là một chủng tộc biết tu luyện thuật pháp biết tu đạo mà thôi vượt ngoại thiên ma đến tu đạo giới không phải lần này cũng từ một nơi là một chủng tộc có điều đại đa số có thể vượt hư không đến được tu đạo giới thì cực kỳ đáng sợ đối với tu sĩ đối thủ chưa biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất tuyệt đại đa số vượt ngoại thiên ma đều có dị năng đặc thù nên đi lại được trong tinh không đến thiên địa của bọn ngụy tất thực lực giảm nhiều nhưng ở thiên vực chiến trường thì khác nào trong sơn môn sẽ phát huy chiến lược mạnh nhất. Thoáng sau Hoàng Vũ Thần Quân cách bọn Ngụy Sách không đầy 500 dặm, hai làn độn quang sau lưng cũng cách không đầy 1200 dặm, phe Ngụy Sách dường nhìn rõ hai vực ngoại thiên ma là một nam một nữ, một người cao lớn, một đầy đạn nở nang, diện mạo như tu sĩ, nam hay nữ đều cực kỳ anh tuấn xinh đẹp, thấy cả hai đành không còn từ nào khác nào ma để hình dung. Trừ đôi cánh thịt thật rộng thì hai vực ngoại thiên ma diện mục anh tuấn đều mọc đầy bạch cốt, hình thành bạch cốt khải giáp, nhiều bộ vị còn mọc gai xương, cộng thêm người mặt anh tuấn dị thường, khiến người ta thấy quỷ dị và sợ hãi. Ha ha, ha ha, ha ha. Hai vương ngoại thiên ma đã thấy bọn ngụy sách đợi sẵn thì tỏ ra đã liệu trước, cười nhạo thành tiếng. Ô ô ô ô Nghe tiếng hai vương ngoại thiên ma, bọn hàn vi vi tu vi hơi thấp thì cảm thấy như gió lạnh thổi vào ý thức, tinh thần ý thức như bị đông cứng. Thiên ma ma âm, lực xung kích với thần thức lại mạnh thế, nam cung vũ tinh bảo ngụy sách, nàng lấy là may mắn vì cả toán đều tu vi kim đơn trở lên, không thì chỉ với tiếng cười, hai vương ngoại thiên ma sẽ khiến thần thức họ tan vỡ buồn cười lắm hả ngụy sách quát to thần thức uy áp dồn tới gã đang thăm dò muốn qua hai vực ngoại thiên ma để biết đang ở đâu sợ như lai thần mang ra đòn là chúng sẽ biến thành sinh ngốc còn hỏi được gì nữa oanh thần thức ý niệm đều là vô hình chi vật nhưng thần thức của ngụy sách ép tới thì hư không như ngưng thành thực chất cơ hồ có vô hình cự sơn dáng vào hai vực ngoại thiên ma hai vực ngoại thiên ma tắt cười hơi sững lại có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều thần thức hai vực ngoại thiên ma đến mức này vài đòn như lai thần mang không đủ khiến chúng mất chiến lực người sách nhận ra thần thức chúng kém hơn mình nhưng không nhiều e còn trên trạm đà linh lan và nam cung vũ tinh gã cũng nhận ra thiên vực chiến trường tuy nguyên khí ổn định nhưng uy năng thuật pháp bị giảm đi không ít như lai thần mang không được như bình thường bất quá ngụy sách không kinh hãi khí tức của hai vực ngoại thiên ma không khiến gã thấy mình không đối phó nổi chiến lược chủ yếu của gã lại là nhục thân vốn không hề bị ảnh hưởng à chả trách lại không sợ té ra có tu vi này xem ra đã coi thường ngươi ngụy sách mục quang lóe lên nhận rõ thực lực hai vực ngoại thiên thì nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ xinh đẹp nhưng toàn thân là xương trắng lại lên tiếng khiến tất cả ngần ra à dùng khẩu âm vân linh đại lục à ngươi biết ngôn ngữ của bọn ta ngụy sách không vội động thủ thản nhiên nói ừ oa à, tức cô cát nam vực ngoại thiên ma cười lạnh kinh biệt liên tục đào mắt qua bọn vu thần nữ và câu nhã theo lời của các ngươi thì là gọi phu quân phu quân nói ếch ngồi đáy giếng như các ngươi sao biết tổ tiên bọn ta đã du lịch qua bao nhiêu tinh không đại vực thấy bao nhiêu sinh linh đồ dịch bao nhiêu vì sao biết ngôn ngữ của các ngươi có gì là lạ nữ đích vực ngoại thiên ma nhìn đồng bạn cười lạnh ở cạnh giải thích thế nào người biết ngôn ngữ của bọn ta còn vị này thì không hả thấy nam vực ngoại thiên ma bảo mình là ách ngồi đáy giếng ngụy sách không giận mà nhìn y vốn đang cười lạnh ừ hoa cô nếu vực ngoại thiên ma nới với nam vực ngoại thiên ma rồi y tỏ ra càng khinh thị à cười bảo ngụy sách phu quân nói là tổ tiên có ghi lại ngôn ngữ của các người nhưng phu quân thấy không cần học qua dáng vẻ của các người là biết toàn hạng ách ngồi đáy giếng nên mới lạ đùng việc bọn ta biết ngôn ngữ của các người à vậy hả ngụy sách nhìn hoang vũ thần quân rồi hai vực ngoại thiên ma mỉm cười bất quá ta còn nghe được lời các ngươi nói chuyện cũng dễ để ta giới thiệu trước ta là tiểu tán tu thiên huyền đại lục chuyên buôn bán nhỏ ở linh nhạc thành các vị định bàn sinh ý với ta hay là gì khác ừ qua cô Nếu vực ngoại thiên ma tạm thời không nói gì nam vực ngoại thiên ma lại líu lo một lúc nhìn vu thần nữ và bọn cơ nhã bật cười vị huynh đệ này cười khả ái vui vẻ như vậy nói gì hả ngụy sách chỉ vào nam vực ngoại thiên ma phu quân nói muốn bàn sinh ý nể tình ngươi biết điều nếu ngoan ngoãn làm nô lệ cho bọn ta thì bọn ta sẽ tha mạng nữ vực ngoại thiên ma bảo ngụy sách cô oa oa la nam vực ngoại thiên ma đột nhiên bật cười vị huynh đệ này cười càng lúc càng khả ái ngụy sách cười ha hả chỉ vào nam vực ngoại thiên ma y nói gì hả phu quân bảo nữ tu của các ngươi là dị vực phong tình nếu phục vụ vừa ý thì phu quân sẽ tha cho các ngươi nữ vực ngoại thiên ma giải thích à mỗi hiểu rồi vị huynh đệ này quả nhiên hay ho còn định đổi đạo nữ trả trách cười vui như vậy ngụy sách giơ ngón tay cái kiểu huynh đài lợi hại quả nhiên có bản lĩnh chỉ là lão bà thái người không phù hợp với thẩm mỹ quan của ta chi bằng người lột hết xương ra cho ta xem vừa ý thì bàn tiếp ngụy sách lại tỏ vẻ nghiêm túc vốn bọn hàn vi vi và thủy linh nhi nhợt nhạt mặt mày vì giận ngầm trách gã sao không động thủ nhưng nghe thế thì lại bật cười không biết bạch cốt của nữ vực ngoại thiên ma có biến đi được không nếu được thì thành trần trụi cho bọn gã nhìn nam vực ngoại thiên ma sao chịu nổi ừ oa cổ nữ vực ngoại thiên ma lầm bầm nam vực ngoại thiên ma sầm mặt quát vị huynh đệ này nói gì Ngụy Sách có như không nhìn thấy danh Nam vực ngoại thiên ma đổi sắc mặt mà chân thành hỏi nữ vực ngoại thiên ma. Phu quân nói ếch ngồi đáy giếng như các ngươi mà dám bàn điều kiện với bọn ta, nếu ngoan ngoãn quỳ xuống nghe lệnh thì thoát chết. Nữ vực ngoại thiên ma cười cợt nhìn bọn Ngụy Sách. Cổ cát, lỗ cổ. Ngụy Sách cười cười. Ngươi nói gì hả? Nữ vực ngoại thiên ma và Nam vực ngoại thiên ma nhìn nhau. Ngươi giờ trò gì hả? Hàn Vi Vi truyền âm hỏi. Thế nào? Tổ tiên của các ngươi không phải đã qua bao nhiêu tinh không đại vực sao? Hà cớ cổ cát cô lỗ tinh vực lại không biết, các người không hiểu thì để đạo lữ của mỗ giải thích ngụy sách truyền âm cho hàn vi vi rồi mỉm cười bảo nữ vực ngoại thiên ma và nam vực ngoại thiên ma phu hàn vi vi bật cười thấy hai vực ngoại thiên ma và tất cả nhìn mình thì nàng ta nghiêm túc nói cổ cát cô lỗ tinh vực có nghĩa là vị huynh đệ này đùa vui quá chi bằng phu quân đưa ra hai điều kiện hoặc là phu quân tự tay hoặc các hạ tự bẻ tai nhét vào mông phu bọn cơ nhã đều cười thành tiếng sắc mặt nữ vực ngoại thiên ma cực kỳ khó coi ngốc đến đâu cũng nhận ra ngụy sách cố ý trêu cợt giắt cổ bát sách Nam vực ngoại thiên ma nhìn sắc mặt nữ vực ngoại thiên ma rồi kêu lên, rõ ràng hỏi người sách nói gì, "Ngươi, muốn chết, y biến sắc, gầm vang." "A!" À, nhưng tiếng gầm của y biến thành tiếng kêu hãi hùng, Ngụy Sách đột nhiên xuất hiện tại cạnh y. Soạt. Nam vực ngoại thiên ma tuy rợn tóc gáy nhưng cùng nữ vực ngoại thiên ma phản ứng không chậm, hai cây bạch cốt trường mâu hiện lên trong tay, đâm vào đầu và tâm mạch gã. Cạch, cạch, cạch. Hư không quanh Ngụy Sách nổ vang, tạo cảm giác dù một khối thần thiết cũng bị đâm xuyên, nát thành mấy khối à ngụy sách thoáng tỏ ra kinh ngạc đòn của hai vực ngoại thiên ma thờ phần cổ quái hai thanh bạch cốt trường mô từ thể nội mọc ra nhiều uy năng thuật pháp hòa cùng xương cốt từ nguyên khí dao động của chúng thì ngang với nam cung vũ tinh chạm đài linh lan tu vi chân tiên nhất trọng nhưng uy năng hai thanh bạch cốt trường mâu lại hơn hẳn chân tiên nhất trọng tu sĩ dùng xương cốt làm binh khí tung đòn thần thông của vực ngoại thiên ma đích xác thập phần quỳ dị ngụy sách thoáng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng không dừng tay chụp lấy hai thanh bạch cốt trường mâu ni cổ na nê hai vực ngoại thiên ma tròn mắt kêu lên không dám tin hai thanh bạch cốt trưởng mô bị người sách chụp vào thì như bị mấy vì sắp ép xuống cả hai dốc lực nhưng tay gã không sao hết thậm chí không bong một mảnh da oanh người sách rực lên khí tức khí huyết siêu phàm như có dòng sông do vô số thần thiết tan trở thành gầm gào mi tâm bắn ra xích hồng sắc hà quang tiếp đó toàn thân trói rực cách hai vực ngoại thiên ma kêu lên không dám tin bạch cốt trưởng mô bị bẻ gãy cả hai văng đi chát không hề dừng lại bẻ gãy bạch cốt trưởng mô đoạn gã bước tới tới sau lưng nam vực ngoại thiên ma đá lên xương sống nam vực ngoại thiên ma văng đi như vẫn thạch chợt dừng lại trên không nửa thân trên uốn éo quỷ dị tựa cái đũa gãy giữa phun ra bạch sắc huyết vụ a à. nếu vực ngoại thiên ma suýt rớt tròng ré lên trong vòng hơn nghìn dặm như tắt hết ánh sáng bọn hàn vi vi đều thấy đầu óc bị vô số hàn băng nhét vào vô số thiên ma bay loạn ma âm sung não tích tắc đó nếu vực ngoại thiên ma phát ra ma âm mạnh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần kêu cái gì ta có làm gì ngươi đâu mà kêu hào hứng thế hả cùng lúc ngụy sách cười với nữ vực ngoại thiên ma oành quy năng vô hình chấn dung nữ vực ngoại thiên ma mặt ả vốn nao mó óc như chợt cam vào vô số đinh nung đỏ bắt cờ hồ sáng lên lưỡi thẻ ra a à. nữ vực ngoại thiên ma mới dừng kêu bị ngụy sách đá văng vào nam vực ngoại thiên ma lại ré lên các ngươi đúng là một đôi trời sinh thay nhau kêu ta còn chưa bẻ tay người nhét vào mông kêu cao hứng thế làm gì ngụy sách cười ha hả vào nam vực ngoại thiên ma chát hư không như có vô hình lãnh điện quét qua nam vực ngoại thiên ma tắt tiếng há miệng nhưng không thành tiếng lưỡi cũng thỏ ra cách ngụy sách chụp cánh tay nam vực ngoại thiên ma kéo mạnh xương trắng trên tay y tan vỡ bị gã xé ra bạch sắc khí huyết tương tràn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người